chương 41 Ngập trời tức giận Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thiếu gia, thiếu gia Tiểu Khê đã luyện tập hết ba lượt ở phi hạt thập tam thức, rồi, nàng liền hoán hai tiếng, đường sinh mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu gia, ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng hỏi. Ừ, không có gì. Hắn xuất ra khăn tay, nhẹ nhàng giúp tiểu nha đầu này lau lau cái trán tràn ra mồ hôi. Hỏi, luyện tập cái này phi hạt thập tam thức thời điểm có thể cảm giác được khí cảm giác cảm thấy kinh mạch nóng hầm hập chân khí đều theo ý niệm của ta tùy ý vận chuyển tiểu khê nói ra làm không tệ đường sinh mặt ngoài trấn định trong nội tâm lại lần nữa rung động bắt đầu chỉ có triệt để đem phi hạt thập tam thức thông hiểu đạo lý vận chuyển tự nhiên mới có thể cảm nhận được khí cảm giác nhà đầu kia lúc này mới luyện tập cái này phi hạt thập tam thức mới mấy lần a à, rõ ràng đã đạt tới thông hiểu đạo lý tình trạng hả tiểu nha đầu này không riêng gì đang đạo thiên phú kinh người cái này võ đạo thiên phú cũng đồng dạng kinh người a à. bất quá quan luyện tập chiêu thức đây chẳng qua là động tác võ thuật đẹp phải hiểu được tại trong thực chiến vận dụng mới được đường sinh nói ra này nhân gia muốn như thế nào luyện tập tiểu khê mắt to tràn đầy chờ mong lấy ta cùng ngươi luyện luyện tập. Đường sinh nói xong, đã nhảy vào trong tràng, một chiêu phi hạt thức trực tiếp công hướng tiểu khê. Tiểu khê có chút bối rối, nàng chưa bao giờ cùng người thực chiến qua. Bất quá, tại đường sinh cố ý dẫn đạo xuống, dần dần khôi phục vững vàng. Rất tốt. Làm được bất luận cái gì dưới tình huống, đều có thể tùy tâm sở dục ứng biến, người mới xem như đem phi hạt thập tam thức cho hợp thành công. Đường sinh lời nói rơi xuống, nhanh hơn công kích, bàn tay của hắn xuyên qua tiểu khê phòng ngự, nhẹ nhàng ở đầu của nàng hạt dư thường gõ một cái. Nếu như ta là địch nhân, lần này tử đã đập toái ngươi cái đầu nhỏ. Ngươi bị ta giết chết. Đường sinh nói ra. Hừ, thiếu gia, ngươi khi dễ người. Lại đến. Tiểu nha đầu không phục, sửng sốt một chút về sau, lúc này vượt lên trước ra tay. Đã có cái này đơn giản giao thủ kinh nghiệm về sau, tiểu nha đầu này thi triển kỹ xảo nhanh chóng phát triển lấy, lại để cho đường sinh cũng chia bên ngoài khiếp sợ. Tiểu nha đầu này thật sự cái gì đều là vừa học liền biết. Làng xóm thành. Nó khoảng cách đường gia thành hơn 800 ở bên trong, ngày đi 3.000 dặm giao mã, gần nửa ngày sẽ xảy đến đến. Ở chỗ này, có một tòa thiên huyền thương hội nhị tinh phân hội, mà đường gia thành nhất tinh phân hội tự quy nó chỗ quản hạt. Thạch Canh Khánh cùng Lý Khắc quỳ cửa thành học chó sủ tin tức, trước tiên truyền đến tại đây. Nhị tinh phân hội trưởng Tây Bá Lạc Tân, phó hội trưởng Đông Bá Trà cùng với mấy vị thiên huyền thương hội cao tầng, biểu lộ nghiêm túc ngồi ở một gian trong phòng họp. Cái kia đường sinh, phải chết. Còn có cái kia trương hoa tước. Tây Bá Lạc Tân lạnh giọng nói. Cho trận này hội nghị, định ra đến một cái điều. Lạc Tân lão đệ, sự tình nhân quả cũng còn không có tra rõ ràng, nhanh như vậy kết luận, không thỏa đáng a." À. Đông bá trà nhíu mày nói nói. Lời này vừa ra, ở đây nhất thời nửa khắc cao tầng ánh mắt lẫm liệt, hiểu ý tới. Điều này đại biểu lấy đông bá thế gia cái này phê phái quan điểm. "Trà lão ca, ta biết đạo cái kia Trương Hoa Tước chính là các ngươi đông bá thế gia người, nhưng lại với ngươi có chút quan hệ. Nhưng là, ngươi xem cái này Trương Hoa Tước đều làm cái gì chuyện tốt?" Thân là dược các thủ tịch dược sư kim nhiệm phó hội trưởng, hắn rõ ràng đang tại toàn bộ đường gia thành mặt người trước, sẽ trường thạch canh khánh cùng lý khắc đại sư, khiến cho quỳ cửa thành học chó sủ rồi. Ta biết đạo hắn và thạch canh khánh ngày bình thường có chút bất hòa, nhưng là, cũng bởi vì cái này đinh điểm bất hòa, là hắn có thể đủ đem thạch canh khánh bước đến cái loại tình trạng này sao? Hắn chà đạp, cũng không phải là thạch canh khánh tôn nghiêm cùng danh dự, mà là chúng ta toàn bộ thiên huyền thương hội tôn nghiêm cùng danh dự rồi. Tây bá lạc tân lớn tiếng nói, cho trương hoa tước giữ lại cái này đỉnh chụp mũ. Theo đường gia thành bên kia truyền đến tình báo, ác độc như vậy đang đấu đổ ước, thế nhưng mà thạch canh khánh cùng lý khắc buộc trương hoa tước cùng đường sinh ký ở dưới A còn có, đối với nhất tinh phân hội phó hội trưởng nhận mệnh, đó là phải đi qua nhị tinh phân hội chính phó hội trưởng cộng đồng thương thảo về sau, mới có thể định đoạt A, như thế nào trương hoa tước bị đêm qua khẩn cấp bị triệt hồi phó hội trưởng, còn chuyên môn phái lý khắc đại sư đi đón đảm nhiệm, ta một chút cũng. Không biết rõ tình hình. Đông bá trà không lạnh không nhạt mà hỏi. Tối hôm qua, trà lão ca ngươi không phải không tại sao? Sự tình lại khẩn cấp. Hơn nữa ba sao phân hội vũ trưởng lão vừa lúc ở tại đây, cho nên, chuyện này chính là hắn định đoạt. Tây bá lạc tân hàm hồ giải thích tây bá vũ chức vị là cao hơn chúng ta nhưng là đừng quên cái này thiên huyền thương hội có thế không chỉ là các ngươi tây bá thế gia thương hội còn có chúng ta đông bá thế gia phần a các ngươi tây bá thế gia cứ như vậy không đem chúng ta đông bá thế gia để vào mắt đến sao đông bá trà thanh âm thời gian dần trôi qua lạnh bắt đầu đây cũng là hắn tại đây tràn hội nghị thái độ trà lão ca ngươi như đối với vũ trường lão quyết nghị bất mãn đại khái có thể báo cáo cho đông bá thế gia tối hôm qua sự tình khẩn cấp vũ trường lão cũng chỉ là tạm thời triệt hồi trương hoa tước chức vụ đồng thời lại để cho lý khắc đi tạm thời thay đảm nhiệm mà thôi còn không tính chính thức mất chức cùng bổ nhiệm còn nữa hôm nay chúng ta chủ yếu thương thảo chính là đường gia thành nhất tinh phân hội nguy cơ ứng phó nhu cầu bức thiết sự kiện trừ phi chúng ta thiên huyền thương hội không tại đường gia thành khai mở phân hội rồi nếu không cái này bị dẫm đạp đâu danh dự cùng tôn nghiêm, nhất định phải thắng trở về. Tây bá lạc tân thái độ cũng bắt đầu cường ngạnh bắt đầu. Chuyện này, ta phải chờ ta đám bọn họ đông bá thế gia cao tầng làm ra quyết nghị, ta mới có thể trả lời thuyết phục ngươi. Đông bá trà nói ra. Rất hiển nhiên, hắn là không phối hợp. Rất tốt. Đã như vậy, như vậy đường gia thành bên kia, chúng ta trước hết dùng Tây bá thế gia danh nghĩa đến xử lý. Tan hợp, Tây Bá Lạc Tân lạnh lùng vỗ cái bàn, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Cùng lúc đó, ở đây Tây Bá Thế Gia phe phái cao tầng, cũng đều đi theo mặt lạnh ly khai. Sau nửa canh giờ, Tây Bá Lạc Tân mang theo một đội nhân mã, cấp cấp ra làng xóm thành, đằng đằng sát khí hướng phía đường Gia Thành mà đi. Nam thành cửa Thạch canh khánh cùng lý khắc quỳ cửa thành học chó sủ chi địa, phạm vi trăm mét cũng đã bị mọc thun cùng mạng che cho vật che chắn ở. Hơn nữa còn có một đội đường gia thành thành vệ binh thủ hộ giả, xua tán qua lại muốn người vây xem bày. Mặt trời lặng thời gian. Một đội treo thiên huyền thương hội cờ hiệu giao mã đội, hùng hổ theo hoàng hôn ở bên trong bay nhanh chà đạp mà đến, lập tức chi nhân, từng cái tu vi không tầm thường. Người cầm đầu, 50 tuổi cao thấp, khí thế bất phàm, thiên cảnh đỉnh phong tu vi, đúng là theo làng xóm thành đằng đằng sát khí chạy đến Tây Bá Lạc Tân. Thạch canh khánh cùng lý khắc cái kia hai cái chó cái sinh con chó để đồ vật, có thế ở bên trong. Tây bá lạc tân lạnh giọng hỏi. Tại, tại, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Hộ vệ lĩnh đội cũng không ngốc, nhìn ra được đối phương có lai lịch lớn, rất là khách khí tiến lên hành lễ. Người đi nói cho các ngươi biết gia chủ đường Vân Thiên, ta Tây Bá Lạc Tân rất cảm kích hắn sở tác hết thảy. Tây Bá Lạc Tân nói xong, không có lại để ý tới hộ vệ này lĩnh đội, dục ngựa trực tiếp phá khai vòng bảo hộ. Uông uông uông. Ta là một con chó. Ta tổ tông 18 đời là chó cái sinh con chó đẻ. Thạch canh khánh tại trầm thấp chửi mình. Đã chết lặng. Thân thể của hắn chỉ còn lại có hận ý cùng vết chóc. Bên kia lý khắc, tắc thì có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chỉ là quỳ trên mặt đất buông xuống lấy đầu không nói lời nào. Tiếng vó ngựa tiếng nổ. ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy tay bá lạc tân mang theo đại đội nhân mã bay nhanh mà đến. Ô ô lạc tân trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Lý khắc như là thấy được cứu tinh, lập tức bò lên đi qua. Bình chọn chính. Mười dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tiếu ngự. Ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, Coi mắt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Mưa gió sắp đến. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhưng mà, trước mặt mà đến, chính là tay bá lạc tân trong tay một cây trường tiên, hung hăng trước hết tử cuộc tại lý khắc trên mặt dày. Cứu ngươi. Phế vật một cái. Thiên huyền thương hội cùng tay bá thế gia thể diện, đều cho hai người các ngươi phế vật cho mất hết. Gọi A. À. Học chó sủa A. À. Tại sao không gọi? Cho ta gọi tay bá lạc tân quát, nổ khí càng lớn, trong tay roi ba 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 lại hướng phía lý khắc quật mà đi. Bên kia thạch canh khánh toàn thân run rẩy lấy, không dám ngẩng đầu lên xem tay bá lạc tân. Thạch canh khánh, ngươi cái này cẩu tạp chủng. Như thế nào, còn tưởng là chính mình là một con chó A. À? Gọi được như vậy hoang. Chó cái sinh. Nghe nói ác độc như vậy đổ ước, hay là ngươi cái này cẩu tạp chủng nghĩ ra được, Ngươi còn đúng là sẽ cho chính mình trướng mặt a. À. Tây Bá Lạc Tân nhìn thấy Thạch Canh Khánh chỉ là quỳ trên mặt đất uông uông uông, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng của hắn cũng khí. Dục ngựa đi qua, lại là đối với Thạch Canh Khánh dừng lại quất Nói cho ta biết, hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Còn có, cái kia gọi đường sinh tiểu tử, rốt cuộc là cái gì địa vị? Cuộc hai người này dừng lại về sau, Tây Bá Lạc Tân cũng hiểu được không có ý nghĩa rồi lúc này mới lạnh giọng hỏi. Lạc tân lão ca, đều là lỗi của ta. Ngươi yên tâm, cái kia đường sinh, ta sẽ đưa hắn bầm thay vạn đoạn. Thạch canh khánh giọng căm hận nói. Phản phất tay bá lạc tân quật tại hắn trên người roi, đã không đau đau đớn. Đưa hắn bầm thay vạn đoạn. Nếu như chỉ là giết chết cái kia tiểu súc sanh đơn giản như vậy, như vậy chúng ta tay bá thế gia dùng được lấy huy động nhân lực. Trực tiếp giết chết hắn, đây chẳng qua là tiện nghi hắn. Ta muốn trước đem hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết, đem thiên huyền thương hội bị các ngươi mất đâu danh dự, theo trên người của ngươi một lần nữa thắng trở về. Tây bá lạc tân chứng kiến thạch canh khánh vẫn không rõ tới, trong lòng của hắn giận quá, lại hung hăng cuộc thạch canh khánh vài roi. Dết dết dết. Cái phế vật này, suốt ngày đã biết rõ dết, có thể hay không động điểm đầu óc hả? Lúc trước hắn như thế nào mắt bị mù, tự tuyển người này để làm cái này nhất tinh phân hội hội trưởng hả? Cái này đường sinh, xuất thân tại đường Gia Thành, trời sinh kinh mạch bế tắc, là một cái tu vi chỉ có thể đủ đạt tới tôi thể lục trọng phế vật. Phụ thân của hắn gọi là đường Tiêu Thạch, chỉ là đường thế gia bình thường trưởng lão, ba năm trước đây đã bị chết ở tại thi ma sơn mạch ở bên trong. Hắn còn có một nha hoàng gọi là đường Tiểu Khê, sống nương tựa lẫn nhau cùng một chỗ. Ta có thể tra được tin tức, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hắn tại sao phải cao minh như vậy y thuật, ta còn không có có tra ra. Vài ngày mới, hắn cùng Đông Bá Tuyết cùng Trương Hoa Tước cùng đi đã đến Thiên Huyền Thương hội, đang ở bên trong làm thượng các dược sư. Có lẽ, có lẽ Đông Bá Tuyết cùng Trương Hoa Tước biết đạo giờ phút này càng nhiều nữa lai lịch. Thạch Canh Khánh một hơi nói xong, chi tiết bẩm báo. Phế vật. Tra lấy được cũng chỉ là không có tác dụng đâu tin tức các ngươi nghe kỹ cho ta, quỳ hết cửa thành học chó sủa, lập tức cút ngay. Lăng được càng xa vượt tốt. Không muốn nghĩ đến muốn động cái này đường sinh một cọng tóc gáy. Tiểu tử kia là con mồi của ta. Tây bá lạc tân nói xong, lại hướng phía thạch canh khánh cùng lý khắc trên người, hung hăng cuộc vài roi, lúc này mới dục ngựa ly khai. Uông uông uông. Nằm rạp trên mặt đất mặt tại đổ máu thạch canh khánh, nhìn xem tay bá lạc tân bọn người bay nhanh mà ly khai bóng lưng, trong con ngươi chỉ có đối với đường sinh sát ý cùng hận ý. Tay bá lạc tân mang theo phận đông cường giả, suốt đêm nhập trú thiên huyền thương hội. Bắt đầu đối với thiên huyền thương hội tiến hành chỉnh đốn, hơn nữa đem đông bá thế gia phe phái nhân viên, đưa tới phát biểu, đặc biệt là trương hoa tước thân tính thủ hạ. Chủ yếu hay là hỏi thăm về đường sinh tin tức. Chỉ là, những người này cũng căn bản không biết bao nhiêu về đường sinh tin tức cái này lại để cho tây bá lạc tân rất căm tức đại ca nên làm cái gì bây giờ tây bá mới hỏi nói ngươi tự mình tiến về trước đông bá thế gia một chuyến vô luận như thế nào cũng muốn theo trương hoa tước trong miệng hỏi ra đường sinh tin tức tây bá lạc tân nói ra minh bạch tây bá mới gật gật đầu tam đệ ngươi đi thảo dược cốc tự mình đi tiếp biển tử đào đại sư đến một chuyến. Đã thạch canh khánh cùng Lý Khắc Hai tên phế vật kia, đem chúng ta Thiên Huyền Thương hội cùng Tây Bá Thế gia Tôn Nghiêm Ôn Tồn Dự, theo đang đấu thượng ném, như vậy chúng ta cũng muốn theo đang đấu thượng trước thắng trở về, lại giết chết Đường Sinh tiểu tử kia." Tây Bá Lạc Tân nói ra. "Vâng." Tam đệ Tây Bá Lâm gật đầu. "Tứ đệ, ngươi mang một đội nhân mã, mật thiết giám thị Hồng Sương binh đoàn cùng Đường Sinh phủ đệ, ta cũng muốn nhìn xem đều có ai cùng đường sinh liên hệ được mật thiết tây bá lạc tân tiếp tục nói vâng cái kia hồng sương binh đoàn muốn hay không đối phó tứ đệ tây bá võ hỏi tạm thời không nên cử động nó trước đối phó hết đường sinh chúng ta lại đối phó hồng sương binh đoàn tiểu tiểu nhân binh đoàn dám theo chúng ta thiên huyền thương hội cùng tây bá thế gia đối nghịch ta khiến nó từ trên xuống dưới gà chó không yên. Nói đến đây lúc, Tây Bá Lạc Tân trong con ngươi lóe ra đầm đặc sát ý. Lại là một cái ánh nắng tươi sáng đại sáng sớm. Như tỷ cấp cấp tới chơi. Tiểu thần y, những ngày này ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ngày hôm qua chạng vạn tối thời điểm, có một đống cao thủ nhập trú thiên huyền thương hội. Lai giả bất thiện, theo ta thấy, tám chín phần mười là xong ngươi tới. Nàng nói ra. Ta đã biết. Như tỷ tối hôm qua tiểu khê luyện chế ra một đám đan dược, có giải độc đan, có chữa thương đan, có tăng tu đan, có hồi khí đan. Ngươi đều tới bắt đi, cho binh đoàn huynh đệ tỷ mùi dùng a. Đường sinh nói ra. A này làm sao không biết xấu hổ nha. Như tỷ nói ra. Có cái gì không có ý tứ. Dược liệu đều là các ngươi đưa tới, những đan dược này cũng là tiểu khê cho các ngươi luyện chế. Đường sinh nói ra. Như tỷ tỷ đang dược ở chỗ này. Tối hôm qua thiếu gia lần thứ nhất bảo ta luyện đan, khả năng luyện chế phẩm chất không tính rất cao, ngươi cũng chớ để ý. Tiểu Khê nói xong, nhu thuận theo trong trữ vật giới chỉ xuất ra một lọ bình gián tốt nhãn hiệu đang dược đến, giao cho Như tỷ trong tay. Cái kia, ta đây tựu không khách khí. Tiểu thần y, những ngày này, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài làm chuyện gì tình, nhớ rõ cho ta biết một tiếng ta tới cấp cho ngươi làm hộ vệ mặt khác mấy ngày nay ta sẽ tăng số người nhân thủ cho các ngươi trong phủ đệ ngày đêm tuần tra như tỷ nói ra ta biết rồi đường sinh gật gật đầu đợi như tỷ đi rồi tiểu khê lúc này mới hỏi thiếu gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra như thế nào ta xem như tỷ thần sắc rất ngưng trọng đây là chuyện ngày hôm qua đã sự tình đều đến trình độ này như vậy đường sinh cũng không có ý định giấu giếm. Hắn đem chuyện ngày hôm qua nói một lần. Đám hỗn đảng kia. Cái kia thạch canh khánh cùng lý khắc, cũng là tự gây nghiệt. Bọn hắn muốn hại thiếu gia ngươi quỳ cửa thành học chó sủa, ngược lại là hại chính bọn hắn. Tiểu khê nghe xong, phẫn nộ được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cái thế giới này, vốn sẽ không có cái gì công bình cùng chính nghĩa tốt nói, khắp nơi đều là cường giả ức hiếp kẻ yếu chúng ta nếu như không muốn bị ức hiếp chúng ta muốn trước trở thành cường giả đã biết sao đường sinh sờ sờ cái tiểu nha đầu này cái đầu nhỏ ừ thiếu gia ta sẽ hảo hảo tu luyện trở thành cường giả tiểu khê gật gật đầu chúng ta đi tu luyện a ăn cơm buổi trưa thời điểm thiếu gia dạy ngươi một cửa lợi dụng kim châm kích thích huyệt vị cải biến bộ mặt cơ bắp thuật dịch dung đường sinh nói ra tốt tiểu khê gật gật đầu rất là vui mừng. Ăn vào viên đan dược kia, chúng ta tới đánh nhau một phen. Nếu như hôm nay có thể tiếp được ta 20 chiêu bất bại, thiếu gia ta khả dĩ dạy ngươi một cửa khí độ tuấn tú kiếm pháp." Đường Sinh nói ra. "Thật sự sao? Thiếu gia đã nói rồi đấy rồi, ngươi cũng không thể gạt người. Ta cái này tiếp được ngươi 20 chiêu." Tiểu Khê mắt to sáng ngời, ý chí chiến đấu tràn đầy nói. "Bình chọn chính Mười dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tiếu ngự. Ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, Coi mắt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43. Tiến đến giết người. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nếu như nói, vài ngày trước đường sinh cho rằng Tiểu Khê chính là một vị trời sinh đang đạo thiên tài, hiện tại, hắn khả năng muốn cải biến nghĩ cách rồi nàng tại võ đạo thượng thiên tư ngộ tính, so với tại đan đạo thượng kinh khủng hơn. Hôm qua mới dạy nàng một ngày phi hạt thập tam thức, tại đường sinh không sử dụng cửu dương âm nguyên tôi thể thuật, chỉ so với chiêu thức dưới tình huống, hôm nay, nàng có thể dùng phi hạt thập tam thức cùng đường sinh giao thủ 20 chiêu. Càng làm cho đường sinh rung động, chính là tại tu luyện phi hạt thập tam thức, thời điểm, trong cơ thể nàng nội tức chân khí đột nhiên chuyển hóa đã trở thành tiên thiên chân khí. Cứ như vậy, không hề dấu hiệu tiến vào đã đến nhân cảnh sơ kỳ lại để cho thiếu gia ta nhìn xem Đường sinh phát hiện không đúng về sau tranh thủ thời gian dựng lại kiểm tra một lần tiểu khê thân thể tình huống hắn phát hiện tiểu khê trong cơ thể tiên thiên chân khí tinh thuần tràn đầy sinh cơ bừng bừng đây là căn cơ trúc được rất lao mới có hiện tượng có thế làm sao có thể a à? tiểu nha đầu này mới tu luyện bao nhiêu ngày a à? phải biết rằng nhanh như vậy tăng lên cảnh giới căn cơ làm sao có thể kiên cố có lẽ căn này tiểu nha đầu này đặc thù thể chất có quan hệ đường sinh chỉ có thể nghĩ tới phương diện này rồi cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức mà ở đặc thù thể chất phương diện cũng không phải là rất quen thuộc thiếu gia ta có phải hay không tu luyện phạm sai lầm hả tiểu khê mắt to nhìn xem đường sinh không có ngươi căn cơ rất ổn chúc mừng ngươi từ giờ trở đi ngươi đã trở thành một vị nhân cảnh cường giả. Đường sinh chính thức tuyên bố. Thật sự sao? Tiểu khê nghe xong, hoang hồ tung tăng như chim sẽ bắt đầu. Lớn tiếng nói. Thiếu gia, cái này tu hành cũng không phải một kiện rất chuyện khó khăn nha. Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi chăm chú chịu học, sự tình gì cũng có thể có thể. Đường sinh nói ra. Kỳ thật, trong lòng của hắn cười khổ cũng chỉ có ngươi cái này tiểu yêu nghiệt, mới cho rằng tu hành cũng không khó khăn. Thiếu gia, người ta đã tiếp nhận ngươi 20 chiêu, ngươi đã đáp ứng người ta sự tình, tính sổ hay không? Tiểu khê ngu ngơ mà hỏi, tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, buổi chiều, thiếu gia đã kêu ngươi một cửa vũ hạt tam thập lục kiếm thức, đây là phi hạt thập tam thức, tấn giai vũ kỹ. Bất quá, chúng ta đi trước ăn cơm trưa, thiếu gia ta còn muốn dạy ngươi thuật dịch dung buổi tối thời điểm, chúng ta muốn đi làm một việc. Đường sinh nói ra. Sự tình gì? Tiểu khê hỏi. Đêm nay sẽ nói cho ngươi biết. Đường sinh bán đi một cái cái nút, chỗ hấp dẫn. Quả nhiên như là đường sinh đoán trước cái kia dạng, buổi chiều hắn giáo, vũ hạt tam thập lục kiếm thức, tiểu nha đầu này cũng không lâu lắm tự thông hiểu đạo lý vận chuyển tự nhiên rồi, tại đường sinh không sử dụng, cửu dương âm nguyên tôi thể thuật, bá đạo lực lượng trước, nàng có thể cùng đường sinh giao thủ hơn 30 chiêu không rơi bại, lại để cho đường sinh tìm không thấy nàng sơ hở. Chạng vạn tối, ăn xong cơm tối. Đường sinh tắt thì bắt đầu cùng tiểu khê giảng giải đang đạo tri thức, sau đó giáo nàng phối trí đang dược. Bất quá, tiểu nha đầu này có chút không yên lòng. Chuyên tâm điểm. Đường sinh tại nàng không công trên trán gõ một cái, dùng bầy ra răng dậy. Thiếu gia, ngươi nói buổi tối chúng ta muốn đi làm một việc hiện tại cũng buổi tối rồi chúng ta lúc nào đây tiểu khê hỏi nàng một mực quải niệm lắm canh bốn tả hữu đường sinh nói ra à muộn như vậy rốt cuộc là sự tình gì nha tiểu khê càng thêm tò mò đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết đem trên bàn dược thảo đều phối trí thành đan dược chúng ta khoanh chân nhập định nghỉ ngơi đi đường sinh nói ra nói xong cũng đã khoanh chân ngồi ở phòng ngủ của hắn ở bên trong tiểu khê cũng cùng hắn ở tại một gian phòng ốc ở bên trong ở bên giường tiểu nha đầu hoàn thành đường sinh phân phó nhiệm vụ tự đóng lại chiếu minh thạch gian phòng lâm vào trong bóng tối nàng khoanh chân ở bên trên giường theo trước mặt nàng góc độ vừa hay nhìn thấy đường sinh bên mặt nàng đen nhánh con ngươi trong bóng đêm lập lòe như là hắc như bảo thạch sáng bóng chỉ cảm thấy loại này đi theo thiếu gia cùng một chỗ tu luyện thời gian cũng rất phong phú cùng hạnh phúc chỉ cầu cả đời đều có thể tiếp tục như vậy canh bốn thiên vừa đến tiểu khê tựu không thể chờ đợi được dừng lại tu hành nhẹ giọng kêu thiếu gia canh bốn thiên đã đến ta biết nói Đường sinh cũng đứng đứng dậy đối với tiểu khê làm một cái hư âm thanh động tay ý bảo nàng đừng ngoáy ra quá lớn động tĩnh đến ngoài phòng ngủ sân nhỏ đen kịt một mảnh còn có hồng sương binh đoàn mấy vị hảo thủ ở chung quanh trực đêm tuần tra lấy chúng ta đi làm chuyện gì tiểu khê hạ thấp giọng hỏi đừng ngoáy xuất động tỉnh né tránh hồng sương binh đoàn cái kia mấy vị đại thúc cảm thấy đây là đối với ngươi vũ hạt thân pháp sơ bộ khảo nghiệm theo sát ta đường sinh nói ra nói xong thân hình nhảy lên như là linh miêu giống như đã từ lúc khai mở một đường vết trách trong cửa sổ chui ra ngoài tiểu khê hiếu kỳ lại hưng phấn vận chuyển thân phận theo sát đi lên nhãn quan lục lộ tai nghe bác phương ngươi tới dẫn đường chúng ta leo tường đi ra ngoài đường sinh nhỏ giọng nói ừ tiểu khê gật gật đầu vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân khí đến con mắt cùng trong lỗ tai trong đêm tối dần dần có thể xem vật lỗ tai liền rất nhỏ côn trùng kêu vang âm thanh đều có thể nghe được rành mạch nàng chỉ cho là đây là đường sinh đối với nàng khảo nghiệm Thiếu gia, bên này đi. Tiểu khê vận chuyển vũ hạt thân pháp, thành công né tránh trong phủ đệ mấy vị địa cảnh cường giả cảm thấy, vô thành vô tức đi vào phủ đệ thành đông trong góc. Làm được không tệ. Chúng ta leo tường đi ra ngoài. Đường sinh rất hài lòng, cái tiểu nha đầu này năng lực so với hắn đoán trước còn cường đại hơn. Tường có cao hơn 3 mét. Tiểu khê nhẹ nhàng nhảy lên, như là một cái vũ hạt giống như, vô thành vô tức tự đọc qua đi qua đường sinh theo sát trên xuống. Bên ngoài đường đi lờ mờ lại yên tĩnh, không có một bóng người. Chỉ có đi ngang qua người khác phủ đệ cửa lớn lúc, cái kia yếu ớt đèn lồng quan huy, tìm có thể chiếu sáng một chút. Thiếu gia, chúng ta đi ở đâu? Tiểu Khê hỏi. Nam thành cửa. Đường sinh nói ra. Nam thành cửa. Đi vào trong đó làm gì? Tiểu Khê khó hiểu. Giết người. Đường sinh lạnh lùng nhổ ra hai chữ này. Giết người. Tiểu khê ngẩn người, còn tưởng rằng nàng nghe lầm. Chúng ta đi giết thạch canh khánh cùng Lý Khắc. Chúng ta cùng bọn hắn tầm đó, đã là thù không đợi trời chung. Nếu như chúng ta không đi giết hắn, như vậy về sau bọn hắn cũng tới giết chúng ta. Cùng hắn như thế, cái kia còn không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Ngươi có thế minh bạch đạo lý này. Đường sinh nói ra, Vốn, hắn tối nay là muốn một người đi, thế nhưng mà hai ngày này tiểu khê tiến bộ được quá là nhanh, rất nhanh có thể một mình đảm đương một phía. Nhà ấm đóa hoa chỉ biết héo rũ được càng sớm. Tại nơi này cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua thế giới, ngươi phải học sẽ đối với địch nhân tàn nhẫn. Ta. Ta minh bạch. Tiểu khê gật gật đầu, thanh âm có chút phát run. Ngươi nếu là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, như vậy đêm nay khả dĩ không cần đi. Đường sinh nói ra. Không, thiếu gia, ta. Ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi đi đâu vậy, ta đều muốn đi theo ngươi. Ta. Ta không muốn trở thành là kéo ngươi chân sau người, ta muốn với ngươi kề vai chiến đấu. Tiểu Khê nói ra, nàng con ngươi trong đêm tối, bắn ra ra vô cùng kiên định chi sắc. Rất tốt. Tiểu Khê, ngươi nhớ kỹ, đối với địch nhân vĩnh viễn cũng không thể nương tay ngươi đối với địch nhân nương tay, địch nhân chưa hẳn đối với ngươi nương tay. Chúng ta đi giết người, không phải chúng ta tàn nhẫn, mà chết chúng ta muốn rất tốt sống sót. Bởi vì bọn hắn không đi giết địch người, địch nhân sẽ giết đám bọn ta. Đường sinh nói ra. Thiếu gia, ta hiểu được. Tiểu khê nói ra. Bình chọn chính. Mười dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 44. Tới chơi chi khách. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hai người như là trong đêm tối hai đạo quỷ mị, thân pháp nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, trong bóng đêm rất nhanh xuyên thẳng qua. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới nam thành cửa. Tránh né tuần giả thành vệ binh. Bò lên trên tường thành. Đường sinh nói ra. Ừ. Tiểu khê vận chuyển thân pháp, hơn 10 em mờ cao tường thành, nàng trên không trung hai lần mượn lực cũng đã bay vọt đi lên hai người ghé vào trên tường thành duỗi ra cái đầu nhìn xuống đi bọn hắn quỳ ở nơi đó tiểu khê nói ra mắt của nàng rất tim lập tức nhận ra thạch canh khánh chung quanh có hộ vệ gác lấy làm sao bây giờ nàng hỏi lần đầu tiên tới giết người nàng nói không khẩn trương đó là giả dối không nên động tay chúng ta đi thôi đường sinh nói ra. Cứ như vậy đi hả? Tiểu khê ngẩn người. Chúng ta là đến ám sát, cũng không phải là đến quyết đấu, hiện tại còn không nên bạo lộ thân phận của chúng ta. Đường sinh nói ra. Ừ. Tiểu khê gật gật đầu. Hai người đường cũ phản hồi, lặng yên không một tiếng động trở lại trong phòng. Ngày hôm sau, thiên khí có chút vẻ lo lắng. Tuy nhiên hôm nay đã qua thượng giàu có sinh sống, nhưng là tiểu khê hay là như là thường ngày đồng dạng sáng sớm tự mình cho đường sinh đánh nước rửa mặt hơn nửa sớm tiếng phòng bếp chuẩn bị cho tốt bữa sáng về sau những này lại để cho hạ nhân làm là được đường sinh nói ra mới không cần tiểu khê nói ra ăn xong bữa sáng đường sinh xứng tiểu khê trong sân đối luyện trong chốc lát vũ hạt tam thập lục kiếm thức cái lúc này thủ vệ lâm thúc đã đến tiểu thần y ngoài cửa có vị gọi là trương toàn người cầu kiến ngươi, hắn nói hắn là trương hoa tước mã sa phu, cùng tiểu thần y ngươi từng có gặp mặt một lần, hắn muốn cầu tiểu thần y vì hắn chữa bệnh. Lâm Thúc nói ra, là hắn, lại để cho hắn vào đi. Đường sinh nói ra, mã sa phu trương toàn đi tới, Lâm Thúc cùng mấy vị địa cảnh cường giả, toàn bộ hành trình đi theo, tự hộ vệ tại đường sinh bên người, không dám chút nào lãnh đạm. Phải biết rằng, gần đây đường sinh cho bọn hắn luyện chế cái kia chút ít đang dược, nếu như cầm lấy đi bán ra, khả dĩ đính đến thượng bọn hắn binh đoàn từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn vài chục năm đã thu vào. Trương Toàn bái kiến tiểu thần y. Mã Sa Phu Trương Toàn không dám lãnh đạm, hành lễ nói ra. Hắn nhìn về phía đường sinh lúc, chỉ cảm thấy đường sinh khí độ bất phàm, tu vi hay là tôi thể lục trọng. Nhưng mà hắn nhìn về phía tiểu khê lúc, Nội tâm lại rung động mà bắt đầu, chỉ thấy lúc trước cái kia bị hắn ngăn đón không chỉ có tiếng vào thùng xe tiểu nha đầu phiến tử, hôm nay vậy mà biến thành nhân cảnh cường giả, hơn nữa cái kia phát ra khí tức, vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được một tia áp lực. Chỉ có thực lực kém không nhiều lắm người mới có thể cho hắn áp lực như vậy. Không cần đa lễ. Trương Toàn lão ca, để cho ta tới giúp ngươi chẩn đoán bệnh một chút trong cơ thể vết thương cũ a." Đường Sinh nói ra, hắn cũng không có làm cho cái gì phần công tốt tốt nhìn thấy đường sinh như thế dứt khoát trương toàn gật gật đầu vương tay cánh tay lại để cho đường sinh đến chẩn đoán bệnh ta dùng kim châm giúp ngươi thuận khí cho ngươi thêm khai mở một trương đơn thuốc đến hoạt động dưỡng nửa tháng sẽ xảy đến khỏi hẳn đường sinh nói ra hảo 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 cảm ơn tiểu thần y không biết cái này xem bệnh phí Mã Sa Phu Trương Toàn do dự mà hỏi: "Ta và ngươi duyên phận một hồi, không thu xem bệnh phí." Đường Sinh nói ra: "Cảm ơn tiểu thần y." Mã Sa Phu Trương Toàn đứng dậy muốn hành đại lễ khấu tạ. "Không cần nhiều hơn nữa lễ, Trương Toàn lão ca, ngươi bỏ đi thượng y a." À. Đường Sinh nói ra: "Dạ dạ." Mã Sa Phu Trương Toàn tranh thủ thời gian cởi thượng y, lộ ra một cổ cường tráng lại hiện đầy vết sẹo trên thân cho thấy hắn phong phú qua lại kinh nghiệm. Vận khí kích thích quan môn huyệt, thái ất huyệt. Đường sinh nói ra. Mã sa phu trương toàn nghe theo, đường sinh rất nhanh ghim kim đi vào. Theo đường sinh ghim kim, mã sa phu chỉ cảm thấy trong cơ thể rất nhiều huyệt đạo, đều giống như một cổ hỏa tại thiêu đốt, vô cùng thống khổ có thế lại có một tia thống khoái ở bên trong. Có chút thống khổ là bình thường, chịu đựng. Thạch quan huyệt. Thông cốc huyệt đường sinh nói ra. Mã Sa Phu Trương Toàn nghe theo. Ước chừng chung trà thời gian, chỉ thấy làn da đỏ lên Mã Sa Phu, đột nhiên một búng máu phun tới. Huyết là nổi lên có chút màu đen. Bất quá, cái này khẩu huyết nhổ ra về sau, Mã Sa Phu chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời nhẹ nhõm. Đường sinh đã thu châm đình chỉ trị liệu, hỏi. Cảm giác như thế nào? Mã Sa Phu Trương Toàn vận chuyển chân khí, chỉ cảm thấy thông thuận vô cùng, lấy trước kia chút ít bệnh cũ vết thương cũ, tất cả đều đã không có. Thần y A à. Đa tạ tiểu thần y, đa tạ tiểu thần y. Mã Sa Phu Trương Toàn đứng dậy bái tạ. Tốt rồi, ta cho ngươi thêm khai mở một bộ đan phương, sớm muộn gì dày vào một lần phục dụng, phục dụng 10 ngày, tựu có thế khỏi hẳn. Đường sinh nói xong, lấy giấy bút, rất nhanh tự viết xong một trương đan phương. Mã Sa Phu Trương Toàn hai tay tiếp nhận, chỉ thấy đan phương bôi thuốc tài, đều là tầm thường dược liệu, hắn nhẹ nhàng thở ra. Chẩn đoán bệnh đã hoàn thành, vốn nên tiễn khách. Có thế đường sinh nhìn xem Mã Sa Phu Trương Toàn muốn nói lại thôi bộ dạng, hỏi. Trương Toàn lão ca, ngươi còn có khác sự tình sao? Mã Sa Phu Trương Toàn do dự một chút, như là hạ quyết tâm, hắn nói ra. Tiểu thần y, ngươi đối với ta đại ân đại đức, ta không cho rằng báo tại hạ có một phần tình báo, nguyện dụng bẩm báo. Cái gì tình báo? Đường sinh hỏi. Hôm trước chạng vạn tối, làng xóm thành nhị tinh phân hội phân hội trưởng Tây Bá Lạc Tân, mang theo đại đội nhân mã, đã vào ở đường gia thành thiên huyền thương hội. Bọn hắn bắt đầu điều tra tin tức của ngươi, chỉ sợ rất nhanh sẽ gây bất lợi cho ngươi. Mã Sa Phu Trương Toàn nói ra. Điểm này, ta đã sớm biết nói. Đường sinh nói ra. Hắn thực lực hôm nay, trừ Phi Linh đang cảnh cường giả tự mình ra tay, nếu không tầm thường thiên cảnh cường giả giết không được hắn, mà tiểu khê thực lực sơ bộ phát triển, tự bảo vệ mình có lẽ đã đủ rồi. Bất quá, như Thiên Huyền Thương hội như vậy có uy tín danh dự thương hội thế lực lớn, đã trong tay hắn bại té ngã, muốn làm tất nhiên không phải là đơn giản giết hắn đi, mà là nghĩ biện pháp tại hắn trên người đem thua trận thanh danh thắng trở về. Nếu như thiên huyền thương hội bị thất thế liền trực tiếp dết đến tận cửa, cái này dạng thiên huyền thương hội tự cùng cường đạo thổ phỉ không có gì khác nhau rồi, về sau cũng không có ai dám với người thiên huyền thương hội việc buôn bán. Đây cũng là đường sinh trong khoảng thời gian này còn rất trấn định nguyên nhân. Hắn đang đợi. Đợi lâm như hỏa cầm hơn 10 khối sát ngọc cho hắn. Bởi như vậy, hắn không những được đem cửu dương âm nguyên tôi thể thuật tu luyện đến đại thành, tiểu khê cũng có thể tu luyện cửu dương âm nguyên tôi thể thuật. Khi đó, ai sợ ai a? À? Tiểu thần y, ta dò thăm một cái tình báo, tây bá thế gia người khuyên ngày hôm trước, tự phái người đến thảo dược cốc, đi mời biển tử đào đại sư rồi. Mã Sa Phu Trương Toàn nói ra. Biển tử đào đại sư. Hắn là ai? Đường sinh hỏi. Biển tử đào đại sư, chính là thiên huyền thương hội ba đại bác phẩm dược sư một trong, sư thừa tại đại danh đỉnh đỉnh thảo dược cốc. Cái kia quỳ cửa thành học chó xử lý khắc đại sư, tự là biển tử đào đại sư đồ đệ. Ta nghĩ, lý khắc cùng thạch canh khánh tại đang đấu thượng đã thua bởi tiểu thần y, lần này biển tử đào đại sư đến đây, tất nhiên cũng là sẽ ở đang đấu thượng lấy lại danh dự. Mã Sa Phu nói ra. Bác phẩm dược sư biển tử đào. Nghe thế, đường sinh khóe miệng có chút nổi lên một tia đường công, ta sẽ làm tốt phòng bị đa tạ bẩm báo. Tiểu thần y, ngươi phải cẩn thận. Ta cũng muốn ly khai đường gia thành rồi, cáo từ. Mã Sa Phu nói ra. Cáo từ. Đường sinh nói ra. Bình chọn chính. Mười dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 khinh miệt khinh thường. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mã Sa Phu trương toàn ra đường sinh phủ đệ, dẫn theo đỉnh đầu che khuất khuôn mặt đại cái mũ, cúi đầu, bước nhanh hướng phía đông cửa thành phương hướng mà đi. Hắn tại mổ gian khách sạn ở bên trong, dự định một thất giao mã. Chính là muốn cầm giao mã thời điểm, hai vị địa cảnh đỉnh phong võ giả, một trước một sau ngăn cản hắn. Trương Toàn, ngươi đây là muốn đi nơi nào à, lạc tân trường lão thỉnh ngươi trở về thiên huyền thương hội một chuyến. Một vị mặt to võ giả nói ra ta hôm trước cũng đã tự đi thiên huyền thương hội chức vụ bây giờ là tự do thân ta cùng thiên huyền thương hội không tiếp tục liên quan lạc tân trường lão nếu là muốn tìm tại hạ khu xe đuổi mã hay là khác tìm hắn người a mã Sa phu trương toàn nói ra ngươi cái gì đó lạc tân trường lão ý tứ chính là loại người như ngươi đê tiện chi nhân khả dĩ vi phạm sao ta lời nói không nói lần thứ ba ngươi là mình theo chúng ta đi hay là chúng ta đánh gãy ngươi hai chân, kéo ngươi trở về." Mặt to võ giả lạnh giọng nói. "Nói không nên lời bá đạo." "Ngươi? Tốt, ta và các ngươi trở về." Mã Sa Phu Trương Hoa tức tự biết đánh không lại hai người kia, hơn nữa, nói không chừng âm thầm còn có cao thủ mai phục. Hắn đành phải ngoan ngoãn phối hợp, miễn cho chịu đau khổ. "Thiếu gia." Thiên Huyền Thương hội những cái kia hỗn đảng, có phải hay không còn có thể tìm chúng ta gây phiền phức. "Đợi Mã Sa Phu Trương toàn đi rồi," Tiểu Khê hỏi. "Đúng vậy. Nếu như ta đoán không có sai, đợi vị kia biển tử đào đại sư đã đến về sau, Thiên Huyền Thương hội người sẽ tìm tới tận cửa rồi." Đường Sinh nói ra. "Bọn họ là còn muốn cùng thiếu gia ngươi đang đấu sao?" Tiểu Khê cực kỳ thông minh, lập tức suy nghĩ cẩn thận trong đó các đốt ngón tay. "Có lẽ" Đường Sinh gật gật đầu. Thiếu gia, Trương Toàn đại thúc nói cái kia biển tử đào đại sư chính là bác phẩm dược sư, còn đến từ cái gì thảo dược cốc, nghe đi lên tự hồ rất lợi hại. Ngươi, ngươi có nắm chắc hay không? Tiểu Khê hỏi cái này, khẩn trương lên. Nếu là không có nắm chắc, như vậy đêm nay bọn hắn chạy nhanh muốn chạy đi mới tốt. Hiện tại, nàng cùng thiếu gia thực lực đều rất lợi hại, lại hội y thuật chạy trốn tới những thành thị khác ở bên trong, mưu sinh cũng không phải vấn đề gì. Tại đây tiểu nha đầu xem ra, không thể trêu vào, nàng cùng thiếu gia hay là lẫn mất khởi. Đương nhiên, tiểu tiểu nhân bác phẩm dược sư, còn không phải nhà của ngươi thiếu gia đối thủ của ta. Đường sinh nói đến đây, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Trốn. Nếu không vạn bất đắc dĩ, hắn là không nghĩ chạy thoát. Kiếp trước, hắn và sư tỷ đã thoát được quá nhiều. Hôm nay, đối mặt tiểu tiểu nhân thế tục thế gia, hắn còn muốn chạy trốn sao? Tính một cái thời gian. Ngày mai Lâm Như Hỏa có thể theo thi ma sơn mạch ở bên trong trở về rồi, nàng nếu là đã mang đến hơn 10 khối thuần âm dương sát ngọc, đường sinh càng là nắm chắc tức giận. Lúc chạm vạn tối. Một chiếc treo thiên huyền thương hội cờ xí xa hoa xe ngựa, chậm rãi chạy nhanh nhập đường Gia Thành nhị tinh phân hội trưởng Tây Bá Lạc Tân tỷ lệ tự mình tại cửa ra vào chờ. Màn che nhấc lên. Một vị đầu đầy tóc bạc, tinh thần sáng láng, rất có đại sư phong phạm thanh y lão giả, theo xa hoa trong xe ngựa đi xuống. Biển tử đào đại sư, người rốt cuộc đã tới. Tây Bá Lạc Tân tranh thủ thời gian bước nhỏ tiến lên, hết sức tôn kính nói. Cái này biển tử đào đại sư chính là thiên huyền thương hội ba đại bác phẩm dược sư, bình thường chỉ ở ba sao phân hội ở bên trong tòa trấn, rất là đức cao vọng trọng. Đem biển tử đào đại sư mời đến thiên huyền thương hội, nói chuyện phím vài câu việc nhà, rất nhanh hãy tiến vào chính đề. Cái kia đường sinh tin tức, chúng ta đã đã điều tra xong. Hắn vốn chỉ là đường gia thành ở bên trong bình thường dân chúng, phụ thân đường tiêu thạch chính là đường thế gia bình thường trưởng lão, bình thường được không thể lại bình thường. Thế nhưng mà ba năm trước đây, hắn gặp được cao nhân, bị một vị linh đan sư thu làm ký danh đệ tử truyền hắn đan đạo y thuật ngay tại không lâu mới cho phép hắn xuất sư tây bá lạc tân nói ra phần này tin tức chính là tây bá mới lên buổi trưa mới từ đông bá thế gia chỗ đó mang về đến chính là trương hoa tước bách tại dưới áp lực chính miệng theo như lời ký danh đệ tử sư tôn của hắn là vị nào linh đan sư cao nhân biển tử đào hỏi nghe được ký danh đệ tử bốn chữ này lúc biển tử đào đại sư trong con ngươi nổi lên một tia không thèm để ý cái gì gọi là ký danh đệ tử một cường giả tâm huyết dân trào lúc tùy tiện chỉ điểm ngươi vài cái cũng có thể xưng là ký danh đệ tử nói được trắng ra điểm đó chính là ngươi không đạt được trở thành vị kia cường giả đệ tử chánh thức điều kiện tự là đệ tử chánh thức lốc xe dư ý tứ Hắn biển tử đào sư theo tại thảo dược cốc nếu nói là ký danh đệ tử hắn hay là thảo dược cốc cốc chủ ký danh đệ tử. Thế nhưng mà có trắm dùng. Thảo dược cốc cốc chủ hiện tại căn bản tự không nhớ rõ hắn biển tử đào. Cái này, còn không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn hiện tại còn chưa có tư cách ở bên ngoài nhắc tới hắn sư tôn danh hào. Tây bá lạc tân nói ra. Liền sư tôn danh hào cũng không thể đề. Nếu như thân phận của hắn bối cảnh vẹn vẹn là như thế này, như vậy căn bản không đáng để lo. Nói nói y thuật của hắn a Biển tử đào đại sư nói ra. Tự hồ hắn đối với thân phận của đường sinh bối cảnh rất là khinh thường. Hắn tại hai ngày trước đang đấu trong tỷ thí, đánh bại Lý Khắc đại sư. Bất quá, hắn thắng được cũng rất may mắn. Bởi vì hắn trùng hợp xem qua Lý Khắc đại sư đang đấu chi phương, lại để cho Lý Khắc đại sư trở tay không kịp. Về phần hắn đang đạo y thuật, đến cùng cái gì tiêu chuẩn, chúng ta cũng không nên phán đoán tây bá lạc tân nói ra lý khắc thực lực miễn cưỡng đạt tới lục phẩm trong tay hắn cái kia trương đang đấu chi phương hay là dựa dẫm vào ta cầu đến bất quá cái kia trương đang đấu chi phương cũng không coi vào đâu bí mật tại thảo dược cốc bên kia rất nhiều người cũng biết bị đường sinh tiểu tử kia trùng hợp đã biết cũng không phải cái gì việc lạ chỉ là cái kia lý khắc thật đúng là đầu heo chẳng lẽ hắn đối với cái kia đang đấu chi phương không có làm chút nào thay đổi sao biển tử đào đại sư nói đến đây khí tựu không đánh một chỗ đến phải biết rằng cái kia lý khắc còn xem như hắn nửa cái đồ đệ hiện tại xem ra thật là cho hắn biển tử đào ném chết mặt mo rồi cho nên cái này cũng chính là hắn lần này muốn tới thu thập đường sinh một trong những nguyên nhân nửa cái đồ đệ dù sao cũng là đồ đệ cái này thể diện hắn muốn chính mình thắng đi trở về biển tử đào đại sư ta nơi này có chút ít đang dược đều là những ngày này, đường sinh ở tại Hồng Sương binh đoàn lúc, hắn cho Hồng Sương binh đoàn người luyện chế. Xin ngài nhìn xem tỷ lệ. Tây Bá Lạc Tân nói xong, coi chừng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra mấy bình đang dược. Có thế hắn nhưng lại không biết, đường sinh luyện chế cái kia mấy bình cực phẩm đang dược, đều tại lâm như hỏa trong tay, mà những này, đều là tiểu khê luyện chế. Theo một người luyện chế đang dược ở bên trong, khả dĩ đại khái đoán được một người đang đạo y thuật trình độ. Biển Tử Đào đại sư đem đơn trong bình đang dược đổ ra, chứng kiến bên trong đang dược tỷ lệ, cười nhạo bắt đầu. Bên trong đang dược phẩm chất, theo tam phẩm đến ngũ phẩm đều có, cao thấp không đều, hiển nhiên là vừa tiếp xúc luyện đang không có bao lâu tân thủ. Tân thủ? Cái kia kẻ này đang đạo y thuật đến cùng như thế nào? Tây Bá Lạc Tân vội vàng hỏi. Có chừng 4 năm phẩm dược sư tiêu chuẩn a, theo hắn phối trí đang dược đến xem, phẩm chất không cao nhưng lại có một ít kỳ tư diệu tưởng, kẻ này trách không được có thể bị linh đan sư coi trọng, xác thực là một vị thiên tài. Nhưng là, dược sư chỉ dựa vào thiên phú còn không được, còn cần nhờ hậu trường cố gắng cùng kinh nghiệm, những điều này đều là cần dựa vào thời gian đến tích lũy. Biển tử đào đại sư nói ra. À, nói như vậy, kẻ này không đáng để lo hả. Tây bá lạc tân lần nữa xác nhận. Kẻ này còn trẻ, dựa vào vận khí thắng lý khắc phế vật kia, nhưng là lão phu cũng sẽ không như lý khắc phế vật kia như vậy ngu xuẩn. Thực lực bày ở tại đây, không đáng để lo. Biển tử đào thản nhiên nói, đối với đường sinh, hắn tràn đầy khinh thường. Bình chọn chính. Mười dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tiếu ngự. Ta là tới coi mắt. Ngự tỷ Coi mắt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 46. Nén giận trở về. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ha ha. Đã như vậy, như vậy ta tự đi an bài người tại náo nhiệt nhất trong thành quảng trường, dựng đang đấu luận võ đài rồi. Ngày mai, chúng ta muốn đi bức đường sinh cùng biển tử đào đại sư ngươi đang đấu, ăn miếng trả miếng, dĩ huyết hoàng huyết. Hắn để cho chúng ta thiên huyền thương hội thạch canh khánh cùng lý khắc đại sư quỳ cửa thành học chó sủ ba ngày ba đêm, như vậy chúng ta muốn hắn quỳ cửa thành học chó sủ ba năm. Đúng rồi, còn muốn mắng hắn tổ tông 18 đời, chó cái sinh con chó đẻ. Tây bá lạc tân nói đến đây, lớn tiếng nở nụ cười, phản phất đã thấy được đường sinh quỳ cửa thành học chó sủ cái kia khuất nhục tiện dạng. Ha ha! Biển tử đào đại sư cũng cười mà bắt đầu, mặt mo cười đến như một đóa lão cây hoa cúc. Thi ma sơn mạch chính là toàn bộ thiên nguyên đại lục hung hiểm nhất địa vực một trong nó sở dĩ hung hiểm, ngoại trừ bên trong 90% khu vực đều bao phủ tại lại để cho người đi vào chết ngay lập tức độc sát khí bên ngoài, cũng bởi vì bên trong du đáng lấy tàn nhẫn phỉ đoàn, đối với đi vào tầm bảo đám võ giả tiến hành giết người đoạt bảo. Cho nên, thường cách một đoạn thời gian, huyền một kiếm tông sẽ phái đệ tử tiến vào thi ma sơn mạch, đối với bên trong giết người đoạt bảo phỉ đoàn đám bọn họ tiến hành vây quét, đồng thời cũng phát ra nổi tôi luyện đệ tử mục đích. Ban đêm, tòa nào đó sơn cốc cái nào đó che giấu huyệt động. Mùi máu tươi trùng thiên. Tại đây chính phát sinh qua một hồi kịch liệt giao chiến. Thi thể đổ trên đất. Bên cạnh đống lửa đứng đấy có ba người, nhất nam lưỡng nữ. Trong đó một cái bạch y nhúng máu thoát tục nữ tử, đường sinh nhận ra, đúng là đồng bá tuyết. Thi ma sơn mạch bài danh đệ bác lãnh hạt tử phỉ đoàn, cũng không quá đáng như thế. Từ nay về sau, xóa tên rồi một vị khí chất cao quý lại dẫn một tia tự đại nam tử, đem lãnh hạt tử phỉ đoàn đoàn trưởng thi thể dẫm nát dưới chân, rất nhanh các hạ đầu lâu của chúng nó cất vào trong hộp ngọc, ánh mắt của hắn nói không nên lời khinh miệt. Nam âm sư tỷ, ngươi không sao chớ. Đông bá tuyết đi đến một vị sắc mặt có chút tái nhật cô gái áo lam trước mặt, quan tâm hỏi thăm. Tự là độc sát tiếng nhập trong kinh mạch. Đợi đi ra ngoài lúc, tìm lợi hại dược sư trị liệu mới có thể. Nam âm nói ra. Nàng ngay từ đầu là trúng lãnh hạt tử phỉ đoàn gian kế, bị dẫn vào một mảnh khói độc sát khí phi thường nồng đậm trong sơn cốc, liền nàng mang giải độc đang đều không thế nào có tác dụng. Cũng may lúc ấy đông bá tuyết kịp lúc, nếu không nàng khả năng tự nhắn nhủ tại đâu đó. Nam âm sư muội, ta cái này có cha ta luyện chế giải độc linh đan. Vì kia cao quý lại tự đại nam tử đã đi tới, theo trong trữ vật giới chỉ xuất ra một cái đơn bình đưa tới nam âm trước mặt. Chỉ bất quá hắn cặp kia tế mị trong mắt, mang theo một vòng tham lam, lườm hướng nam âm ngực vạch phá lộ ra mảng lớn ba đào tuyết trắng chỗ. Đa tạ lâm trạch kiền sư huynh ngươi đang dược. Ta điểm ấy tiểu độc, còn không dám lãng phí ngươi giải độc linh đan. Nam âm trực tiếp trừ tuyệt. Nàng rất không ưa thích cái này lâm trạch kiền, nếu không có nhiệm vụ không nên các nàng cùng hắn một cái tổ đánh chết nàng cũng sẽ không biết cùng loại người này đi cùng một chỗ đặc biệt là chứng kiến cái này lâm trạch kiền mong rằng nàng cổ cổ bộ ngực háo sắc ngóng nhìn lúc trong nội tâm nàng càng là tràn đầy chán ghét kỳ thật nếu không là cái này lâm trạch kiền không có đúng hạng đúng chỗ nàng chưa chắc sẽ bị lãnh hạt tử phỉ đoàn lừa sư tỷ ta tại đường gia thành mới quen một vị rất thú vị thiếu niên y thuật của hắn không tệ ngày mai chúng ta hồi trở lại đường gia thành ta lại để cho hắn cho ngươi chẩn đoán bệnh một chút đông bá tuyết nói ra nàng cũng rất chán ghét cái này lâm trạch kiền cho nên cũng lười được phản ứng đến hắn à có thể làm cho ngươi cái này lãnh mỹ nhân nói thú vị thiếu niên như vậy thiếu niên này tất nhiên là có hấp dẫn chỗ của ngươi hả nam âm lông mi nhảy lên nhìn xem đông bá tuyết ánh mắt mang theo một tia trêu ghẹo sư tỷ ngươi nếu không phải chính trải qua ta có thế không để ý tới ngươi rồi. Đông bá tuyết làm bộ lạnh khởi mặt đến. Bất quá, đem làm nàng trong đầu hiển hiện khởi vài ngày trước trong xe ngựa cái kia mang cái này tiểu nha hoàng, hèn mọn nhỏ yếu rồi lại như vậy tự tin bình tĩnh tuấn mỹ thiếu niên lúc, trong lòng của nàng luôn sinh ra như vậy một tia rất hiếu kỳ tâm, muốn đẩy ra cái kia bao phủ tại đây tuấn mỹ trên người thiếu niên trùng trùng điệp điệp sương mù, thấy rõ hắn cuối cùng nhất chân diện mục. Đây là một loại nàng chưa bao giờ có rất hiếu kỳ, rất kỳ diệu rất hiếu kỳ. Hảo hảo hảo, ngày mai sư tỷ chỉ thấy thấy kia cái thiếu niên. Nam âm nói ra. Hai người khoanh chân mà ngồi tại bên đống lửa, hoàn toàn đem Lâm Trạch Kiền cho gạt ở một bên. Lâm Trạch Kiền là một cái lòng dạ nhỏ mọn người. Nhìn xem cái này hai cái hoàn toàn đưa hắn nhô lên cao khí mỹ nhân lúc, trong nội tâm đã sớm khó chịu. Nhưng mà, lại nghe lấy cái này hai cái đại mỹ nhân rõ ràng ở trước mặt hắn mùi ngon đạm luận nam nhân khác lúc, trong nội tâm lại càng không là tư vị, hắn chỉ cảm thấy chính mình với tư cách nam nhân lòng tự trọng bị hung hăng dày xéo. Giám đoạt ta lâm trạch kiền vừa ý nữ nhân. Ngày mai, ta cũng muốn nhìn xem ngươi tiểu tử này, đến cùng phải hay không lớn lên ba đầu sáu tay. Lâm trạch kiền trong nội tâm hiện lên một tia âm lãnh. Sáng sớm ngày thứ hai. Đông bá tuyết. Nam Âm cùng Lâm Trạch Kiền đã đi ra thi ma sơn mạch. Lâm Trạch Kiền sư huynh, ta cùng Nam Âm sư tỷ còn có chút sự tình. Ngươi trước hết một cái hội huyền một kiếm tông đi giao nhiệm vụ A, chúng ta ngay tại này sau khi từ biệt. Tại mở rộng chi nhánh giao lộ lúc, đồng bá tuyết ghiền chặt giao mã, đối với bên người theo sát Lâm Trạch Kiền nói ra. Ha ha! Vừa vặn sư huynh ta cũng muốn đến đường Gia Thành đi, chúng ta vừa vặn cùng đường. Lâm Trạch Kiền nói ra. Được rồi. Đồng Bá Tuyết nhíu mày, cái này Lâm Trạch Kiền hiển nhiên muốn làm các nàng một đầu theo đuôi, đối với các nàng tiến hành cuốn quyết chặt lấy. Thế nhưng mà, thằng này lời nói đều nói đến cái này phân thượng rồi, nàng cũng không nên cự tuyệt. Dù sao cái này phụ thân của Lâm Trạch Kiền, chính là Huyền Mộc kiếm tông một vị linh đang cảnh trưởng lão. Ba người khoái mã, rất nhanh đã đến đường gia thành, bay thẳng đến Thiên Huyền Thương hội mà đi đi vào thiên huyền thương hội. Đông bá tuyết rất nhanh cũng có chút hào khí có điểm gì là lạ, lạ, ngày bình thường phi thường náo nhiệt thiên huyền thương hội, giờ phút này có chút quạng cu ẻ. Đông bá tuyết tiểu thư, người rốt cục trở về. Lúc này, một vị đông bá thế gia quản sự đã đi tới, giống như là thấy được người tâm phúc đồng dạng. La hút trưởng phòng, trương thúc. Đông bá tuyết hỏi, hắn nhận ra vị này quản sự, chính là trương hoa tước bên người một cái thân tín tên gọi là la húc trưởng lão hắn hôm trước trước đã đi đông bá tuyết tiểu thư ngay tại vừa mới tây bá lạc tân cùng biển tử đào đại sư đã tiến về trước hồng sương binh đoàn đi đối phó ngày đó ngươi mang về đến cái vị kia đường sinh tiểu thần y la húc trưởng phòng nói ra tây bá lạc tân biển tử đào đại sư bọn hắn muốn đi đối phó đường sinh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đông bá tuyết nghe xong hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này Tây Bá Lạc Tân chính là làng xóm thành nhị tinh phân hội hội trưởng, cái kia biển tử đào đại sư càng là thiên huyền thương hội ba đại bác phẩm dược sư một trong. Hai vị này nhân vật, như thế nào sẽ ở đường gia thành thiên huyền thương hội ở bên trong? Như thế nào lại đi đối phó đường sinh? Sự tình hoàn toàn muốn theo ba ngày trước, đường sinh tiểu thần y vạch trần viên vinh dược sư cho lâm như hỏa đoàn trưởng hạ độc sự kiện bắt đầu nói lên la hút quản sự không dám giấu giếm đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem mấy ngày nay sự tình nói một lần đông bá tuyết càng nghe càng tức giận hoàn toàn hồ đồ đường sinh vạch trần viên vinh cho lâm như hỏa đoàn trưởng hạ độc nếu không đúng vậy hơn nữa có công cái này thạch canh khánh thân là hội trưởng chẳng những không có khen thưởng ngược lại còn chèn ép hãm hại đường sinh hắn rõ ràng tựu là cùng cái kia viên vinh hạ độc sự kiện thoát không khỏi liên quan ta đi ngang qua Nam Thành cửa thời điểm, làm sao lại không thấy đến hắn quỳ cửa thành học chó sủa. Ta nếu là gặp lại thấy hắn, tất nhiên một kiếm chém xuống đầu lâu của hắn. Đông bá tuyết lãnh mi nhảy lên, đằng đằng sát khí nói. Bình chọn chính. Mười dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tiếu ngự. Ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, Coi mắt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 47. Lạnh như băng sát ý. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đông bá tuyết bình sinh ghét ác như cừu, cũng hận nhất loại này đổi trắng thay đen cầm cường lăng nhược sự tình. Sư muội cùng một cái thế gia ở bên trong, còn có chú bác các huynh đệ phe phái tranh đấu, các ngươi thiên huyền thương hội chính là đông bá thế gia cùng tây bá thế gia hai nhà sản nghiệp, trong lúc này lục đục với nhau quyền hệ tranh đấu, càng là không thể thiếu nam âm nhắc nhở lấy đối với cái này loại sự tình ngược lại là khai mở được so sánh thanh sư tỷ cái kia đường sinh không chỉ có là bằng hữu của ta hay là ta mang vào thiên huyền thương hội xem như ta lại để cho thiên huyền thương hội hỗ trợ chiêu đãi khách quý hiện tại thiên huyền thương hội người thật không ngờ giết hại bức bách hắn ta không thể ngồi xem mặc kệ như bằng hữu của ta tại thiên huyền thương hội ở bên trong lọc vào hãm hại cái này để cho ta đồng bá tuyết mặt hướng ở đâu đặt. Đồng bá tuyết nói ra. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Hiện tại muốn đối phó đường sinh, tuy nhiên là đập vào thiên huyền thương hội cờ hiệu, nhưng lại là tay bá thế gia người. Nam âm lần nữa nhắc nhở lấy. Bằng hữu của ta, tuyệt đối không thể bị thương tổn. Đồng bá tuyết chém đinh chặt sắc nói. Ta đây tùy ngươi đi. Nam âm nói ra. Bên cạnh Lâm Trạch Kiền nghe rõ tiền căn hậu quả, gần đây nổi lên một vòng nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Tuyết sư muội, ta cũng đi theo ngươi. Có thể hắn rất hiển nhiên là muốn đi theo xem náo nhiệt. Đương nhiên, nếu có bỏ đá xuống giếng cơ hội, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sáng sớm, gió lớn lại có chút trăm mát. Phía đông thiên không có một mảnh mây đen, thời gian dần qua tới gần. Đã ngày thứ ba, Đường sinh nhíu mày. Ăn xong bữa sáng. Cùng thường ngày đồng dạng, hắn trong sân cùng tiểu khê đối luyện. Thiếu gia, ngươi có tâm sự sao? Đối luyện trong chốc lát, tiểu khê dừng lại nghỉ ngơi, nhìn xem đường sinh hơi nhíu lông mày, nàng hỏi. Từ như hỏa tỷ đi vào thi ma sơn mạch, muốn thay ta tìm kiếm thuần dương âm sát ngọc, đã nói ba ngày thời gian có thể trở về. Đây đã là ngày thứ ba, nàng vẫn chưa về. Đường sinh nói ra một chút, nàng có phải hay không có chuyện chậm trễ? Tiểu Khê nói ra. Hy vọng như thế đi. Ngày mai nàng nếu là vẫn chưa về, như vậy chúng ta tự tiến thi ma sơn mạch đi tìm nàng. Mà ngươi tiến thi ma sơn mạch, coi như là đối với ngươi một lần thực chiến khảo nghiệm. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng có hay không? Đường sinh nói ra. Dương mắt nhìn xem phía đông bầu trời hát vân, trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ bất an. Thiếu gia, người ta chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tiểu Khê rất nghiêm túc nói ra, trong tay kiếm còn vãn một cái kiếm hoa, nhìn về phía trên hữu mô hữu dạng, ra dáng. Vừa lúc đó, thủ vệ Lâm Thúc cấp cấp chạy vào. Lâm Thúc, sự tình gì, như thế nào bối rối? Đường sinh hỏi. Tiểu thần y, người mau tránh bắt đầu. Thiên huyền thương hội Tây Bá Lạc Tân mang theo đại đội trưởng cao thủ, dết đến tận cửa rồi. Bọn hắn nói ngươi ngày hôm qua trì chết bọn hắn thiên huyền thương hội người, hiện tại muốn lên cửa muốn ngươi đền mạng. Lâm Thúc nói ra, nhưng mà Lâm Thúc lời nói vừa dứt, ngoài cửa tự truyền đến một hồi đại môn bị đạp toái thanh âm. Một đội nhân mã mang một cổ màu đen quan tài, đằng đằng sát khí vọt lên tiến đến, đem đường sinh cùng tiểu khê cho vây quanh ở. Một người cầm đầu, mặc áo lam bạch vũ tơ lụa y, rộng mặt mắt to người, đúng là tây bá lạc tân ngươi là được đường sinh. Tây bá lạc tân nhìn xem đường sinh, mắt to ở bên trong hiện lên một tia cực lực nhẫn nại sát ý. Ngươi là ai? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Ta là thiên huyền thương hội nhị tinh phân hội hội trưởng Tây Bá Lạc Tân. Tây Bá Lạc Tân lời đầu tiên ta giới thiệu. Lúc này, ngoài cửa một hồi bạo động, tự hồ đánh nhau. Tây Bá Lạc Tân, ngươi làm cái gì vậy? Nơi này là hồng sương binh đoàn địa bàn há lại cho ngươi xông tới như tỉ tiếng hét phẫn nộ vang lên nàng cùng thiết ca xuất lĩnh một đám hồng sương binh đoàn thành viên tiến đến đem đường sinh thủ hộ ở bên trong cùng tay bá lạc tân dặn co lấy hồng sương binh đoàn nếu như các ngươi không nghĩ diệt đoàn vậy cút ngay cho ta tay bá lạc tân lạnh lùng nói không che giấu chút nào hắn giờ khắc này sát ý các ngươi tay bá thế gia tốt hung hăng cạn quấy nơi này là đường gia thành cũng không phải là các ngươi tây bá thế gia tây bá thành như thế nào các ngươi dám ở chỗ này đại khai sát giới sao tốt các ngươi dết a à. lại để cho tất cả mọi người biết đạo các ngươi tây bá thế gia các ngươi thiên huyền thương hội hung hăng càng quấy sắc mặt cùng ngoan độc việc ác như tỷ lớn tiếng nói cũng không sợ như tỷ thiết ca cái này dù sao cũng là ta cùng thiên huyền thương hội ân oán tựu để ta làm giải quyết a à hoạn nạn gặp chân tình. Đường Sinh rất cảm kích Như Tỷ, thiết Ca cùng với phần Đông Hồng Xương binh đoàn người đối với hắn trường nghĩa. Bất quá, Tây Bá Thế Gia nếu là ghi hận, bọn hắn rõ rệt không dám đem bọn ngươi Hồng Xương binh đoàn người diệt tuyệt, nhưng là bọn hắn sau lưng nhưng có thể cả các ngươi Hồng Xương binh đoàn người. Dù sao Hồng Xương binh đoàn cùng Tây Bá Thế Gia còn không phải một cái cấp độ thế lực. Tây Bá Lạc Tân, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đường Sinh đứng ra, nhìn thẳng hướng Tây Bá Lạc Tân rất tốt, đem quan tài mở ra. Tây Bá Lạc Tân lớn tiếng nói, quan tài mở ra, bên trong nằm một người, đúng là Mã Sa Phu Trương Toàn. Hôm trước hắn tại ngươi tại đây tự xem bệnh, sau khi trở về, toàn thân thối rửa, sau đó chết bất đắc kỳ tử mà vong. Ngươi y chết chúng ta Thiên Huyền thương hội người, cái này sổ sách, ngươi có thể nhận thức. Tây Bá Lạc Tân nói ra cái này mã xa phu trương toàn, đương nhiên là bọn hắn tay bá thế gia cho giết chết. Hừ. Loại này ăn cây táo, rào cây sung phản đồ, còn dám tới cho đường sinh mật báo. Không giết cả nhà của hắn, đều tính toán tốt rồi. Vừa vặn, hắn liền đem kế tựu mà tính, đem cái này mã xa phu trương toàn cho giết chết, sau đó giá họa cho đường sinh, nói là tiểu tử này y cái chết. Thủ đoạn như vậy tuy nhiên rất thấp kém, nhưng lại rất có hiệu quả ít nhất lại để cho bọn hắn xuất sư nổi danh, khả dĩ danh chính ngôn thuận để đối phó đường sinh. Thiếu gia. Phải. Là trương toàn đại thúc. Tiểu khê chứng kiến bên trong toàn thân sưng vù, tử trạng rất thảm mã xa phu trương toàn lúc, sắc mặt cực độ trắng bệt, toàn thân cũng lạnh rung phát trung. Đây là nàng lần thứ nhất gặp người chết, hơn nữa cái chết hay là người quen biết. Tiểu khê, đây cũng là địch nhân. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đều không sẽ đối địch nhân nương tay, đã biết sao? Bằng không thì, bọn hắn cho dù trả thù không được ngươi, cũng sẽ biết bắt ngươi thân bằng hảo hữu bỏ ra khí. Đường sinh cũng không có ngăn cản tiểu khê nhìn mã xa phu trương toàn thảm trạng. Có nhiều thứ là vĩnh viễn trốn tránh không được. Tiểu khê sớm muộn một ngày cũng sẽ biết một mình đi đối mặt, thậm chí là so đây càng tàn khốc gấp trăm lần nghìn lần sự tình. Thiếu gia, ta. Ta nhớ kỹ rồi tiểu khê gật gật đầu trước kia đường sinh chỉ là trên miệng nói với nàng phương diện này đạo lý nàng tuy nhiên ghi ở trong lòng nhưng là dù sao không có lúc này đây tự mình kinh nghiệm trực tiếp đối mặt tới rung động cùng ghi khắc ngươi sợ sao đường sinh hỏi thiếu gia ta là không sợ tiểu khê dũng cảm mà bắt đầu nhìn xuống nội tâm sợ hãi cùng vị toan bốc lên nàng xem thấy trước mặt tay bá lạc tân bọn người trong con người cũng thời gian dần trôi qua nổi lên phẫn nộ cùng hận ý đường sinh nhìn xem trong quan tài mã sa phu trương toàn thi thể hắn liếc thấy được đi ra cái này mã sa phu trương toàn khi còn sống đụng phải cực kỳ tàn nhẫn cực hình tra tấn sau đó tại hắn còn thừa nửa sức lực thời điểm cho hắn rót vào độc dược tây bá lạc tân các ngươi thiên huyền thương hội người không khỏi quá mức tàn nhẫn a à, cái này trương toàn cùng quan hệ của ta chỉ là bình thường hắn chỉ là đến chỗ của ta chạy chữa các ngươi tự đối với hắn như thế tra tấn, lại để cho hắn như thế cái chết kiểu này. Đường sinh nói đến đây thời điểm, trong con ngươi tất cả đều là lạnh như băng. Lạnh như băng ở bên trong, lộ ra thực chất sát ý. Bình chọn chính. Mười dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tiếu ngự. Ta là tới coi mắt. Ngự tỷ Coi mắt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 lửa giận ngập trời nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio đường sinh ngươi nói cái gì cái này trương toàn chính là tại ngươi tại đây trị liệu về sau người sẽ chết như thế nào ngươi muốn không nhận nợ tay bá lạc tân đổi trắng thay đen gắn phải hướng đường sinh trên đầu khẩu hạ y chết trương toàn tội danh một cái dược sư đem người bệnh cho y chết rồi đó là cực kỳ hủy thanh danh sự tình nói đi các ngươi muốn giải quyết như thế nào đường sinh lạnh lùng mà hỏi chẳng muốn nhiều lời nữa hắn biết nói nhiều lời vô ích nếu như tay bá lạc tân bọn người dám động tay hắn không ngại ngay ở chỗ này đại khai sát giới giải quyết như thế nào đương nhiên là nợ máu trả bằng máu dùng mệnh đền mạng dừng tay nhưng mà tay bá lạc tân mà nói vẫn chưa nói xong vừa lúc đó một tiếng khẽ kêu vang lên chỉ thấy ba đạo cường đại khí tức lúc trước sảnh nóc nhà phi đạp mà xuống. Người tới, đúng là cấp cấp chạy đến Đông Bá Tuyết, Nam Âm cùng Lâm Trạch Kiền. Đường sinh. Đông Bá Tuyết hàng lâm, đứng ở đường sinh trước mặt, cái này biểu lộ thái độ của nàng, muốn đứng tại đường sinh bên này. Đang muốn nói chút ít lời an ủi, có thể lần nữa chứng kiến đường sinh lúc, nàng ánh mắt lẫm liệt. Trước mắt tuấn Mỹ thiếu niên hay là cái kia tuấn Mỹ thiếu niên, hay là tôi thể lục trọng tu vi, chỉ là đông bá tuyết lần này lại nhìn cái này tuấn mỹ thiếu niên thời điểm, chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt trên người nhiều ra một loại làm cho nàng đều nói không xuất ra khí chất. Loại khí chất này, lạnh như băng, cương nghị, lạnh tuấn ở bên trong, lại dẫn một tia cường giả mới có lạnh nhạt, lăng lệ ác liệt, tự tin, đương nhiên, tại thế cục hôm nay ở bên trong, cũng sắp nhập vào lạnh khốc, cừu hận cùng sát ý. Loại khí chất này, rất chiêu nữ nhân ưa thích. Đông bá cô nương, ngươi trở về đương sinh cũng nhìn về phía đông bá tuyết khóe miệng của hắn nổi lên một tia dáng tươi cười đây là một loại chứng kiến tán thành bằng hữu lúc mới có dáng tươi cười thiên huyền thương hội cũng là đông bá thế gia sản nghiệp cái này đông bá tuyết không giúp thiên huyền thương hội ngược lại đến bảo vệ cho hắn trong lòng của hắn cũng rất cảm động đông bá tiểu thư thiếu gia nhà ta cũng không có làm sai cái gì đều là bọn hắn đến thăm đến ức hiếp thiếu gia nhà ta hiện tại bọn hắn hại chết trương toàn đại thúc cũng vu hãm nói là thiếu gia nhà ta cho trị liệu cái chết đông bá tiểu thư ngươi cần phải vì nhà ta thiếu gia làm chủ tiểu khê tranh thủ thời gian nói ra có lẽ là trong khoảng thời gian này đi theo đường sinh tu hành nguyên nhân nàng lần này trông thấy đông bá tuyết lúc đã không có lần thứ nhất lúc tại xe ngựa trong mái hiên nhìn thấy lúc như vậy tự ti như vậy cảm thấy đông bá tuyết là cao như vậy không thể leo tới ta biết rồi ồ đông bá tuyết nhìn về phía tiểu khê đột nhiên ánh mắt lẫm liệt chỉ thấy vài ngày không thấy tiểu khê tu vi vậy mà trực tiếp đạt đến nhân cảnh sơ kỳ hơn nữa khí tức vẫn còn so sánh bình thường nhân cảnh hậu kỳ cường giả còn mạnh hơn vài phần nàng ngẩng người trong nội tâm rất là rung động phải biết rằng lúc trước cái tiểu nha đầu này hay là một cái không hiểu được tu hành tiểu nha hoàng a Người thiếu gia dạy ngươi tu hành đông bá tuyết hỏi tiểu khê gật gật đầu lợi hại đông bá tuyết tùy tâm bội phục bắt đầu nàng lại nhìn hướng đường sinh lúc giờ phút này lại là mặt khác một phen tâm cảnh chỉ cảm thấy trước mắt đường sinh càng phát ra thần bí bắt đầu đông bá tuyết ngươi làm cái gì vậy tây bá lạc tân không nghĩ tới cái lúc này đông bá tuyết hội hàng lâm xuống cái này hắn chơi chết đường sinh tiểu tử này xác thực mang đến một ít trở ngại bất quá bọn hắn người đông thế mạnh, cũng không sợ sợ. Tây bá lạc tân trưởng lão. Chuyện này tiền căn hậu quả, ta đều rõ ràng. Đường sinh chính là ta bạn của đông bá tuyết, ta lại để cho đường gia thành thiên huyền thương hội phân hội chiêu đại thượng khách khách. Các ngươi lại đối với hắn ối trao bức bách, muốn hướng trong chết cả, cái này đem ta đông bá tuyết thể diện đặc gì địa. Đông bá tuyết lạnh giọng hỏi. Thiên cảnh đỉnh phong khí tràn, mang theo lăng liệt hàng ý, mang tất cả mà ra. Tại này kiện sự tình lên, nếu là nói rõ lý lẽ, Tây Bá Lạc Tân bọn người đương nhiên nói là bất quá được rồi. Bởi vì Thạch Canh Khánh, Lý Khắc đối phó đường sinh sự tình, vốn chính là không chiếm lý. Bọn hắn để đối phó đường sinh, vốn chính là nghĩ đến lấy mạnh hiếp yếu, lấy thế đè người. Đông Bá Tuyết, ngươi chỉ là Đông Bá Thế Gia một vị thiên tài đệ tử. Ngươi vẫn còn huyền một kiếm tông thượng bái sư học nghệ, đồng bá thế gia sự tình còn không đến lượt ngươi quản lý, huống chi là thiên huyền thương hội sự tình. Ngươi thượng khách thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thượng khách có thể tùy ý tổn hại thiên huyền thương hội lợi ích, chà đạp thiên huyền thương hội danh dự? Nếu là như vậy, từng cái gia tộc đệ tử thượng khách cũng như này, cái kia thiên huyền thương hội còn muốn hay không khai mở? Tây bá lạc tân lạnh lùng chất vấn, không chút nào cho đông bá tuyết một tia mặt mũi. Ngươi! ta chỉ hỏi ngươi, đường sinh vạch Trần Viên Vinh cho Lâm Như Hỏa hạ độc một chuyện, đến cùng có gì sai đâu. Hắn đã không có sai, như vậy thạch canh khánh, lý khắc có lý do gì nhằm vào hắn. Chẳng lẽ chỉ vì bản thân chi tư sao? Đông bá tuyết lại lần nữa chất vấn. Thạch canh khánh cùng lý khắc cái kia hai cái bại hoại, ta sớm đã đem bọn hắn khai trừ ra thiên huyền thương hội rồi. Ngươi biết rõ ràng rồi, chúng ta hôm nay đến thăm đến tìm đường sinh, cũng không phải là bởi vì Thạch Canh Khánh cùng Lý Khắc sự tình. Tây Bá Lạc Tân nói ra. Vậy các ngươi là bởi vì sao sự tình? Đông Bá Tuyết hỏi. Đông Bá Tuyết, trận to ánh mắt của ngươi nhìn rõ ràng rồi. Đường sinh ngày hôm trước y chết chúng ta thiên huyền thương hội trương toàn, hắn y thuật thấp kém, y đức lại càng không không được, quả thực tự là dược sư ở bên trong bại hoại. Hôm nay, chúng ta tới tìm hắn, chính là vì trương toàn đến lấy cái công đạo tây bá lạc tân rất vô sĩ nói nhưng lại nói được lẽ thẳng khí hùng hiên ngang lẫm liệt nói hưu nói vượng ngày đó trương toàn đại thúc tới tìm ta gia thiếu gia chữa bệnh thiếu gia nhà ta tại chỗ đã giúp hắn trị liệu tốt rồi bệnh cũ trương toàn đại thúc hắn nói hắn đã sớm từ đi thiên huyền thương hội công tác phải ly khai đường gia thành rõ ràng chính là các ngươi đem trương toàn đại thúc bắt lấy trở về đưa hắn cho tra tấn cùng hạ độc chết Tiểu Khê vạnh mắt hồng hồng, phẫn nộ nói. Những người này quả nhiên là quá vô sĩ. Tiểu Nha đầu. Ngươi biết cái gì? Đại nhân nói lời nói, ở đâu có ngươi xen vào phần. Tin hay không, ta giết chết nhà của ngươi thiếu gia về sau, trực tiếp đem ngươi bán vào kỹ viện. Vả miệng. Cho ta đem nàng cái này trương tiểu bức mặt cho vẻ mặt. Tây bá lạc tân nói ra. Vâng. Sau lưng hắn, một vị thiên cảnh cường giả đi tới, một cái lắc mình tự muốn xuất hiện tại tiểu khê trước mặt, hung hăng rút nát tiểu khê cái kia trương thổi đạn tức trách nát non mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Đường sinh con ngươi phát lạnh, sát khí lập lòe. Tự muốn ra tay. Bất quá, đứng tại hắn bên cạnh đông bá tuyết trước xuất kiếm. Chỉ thấy một thanh băng ngọc linh kiếm, ngang trời mà ra, như là thiên ngoại phi tiên giống như, nhìn như mờ ảo, kỳ thực đã điểm vào vị kia muốn lách mình đi rút tiểu khê miệng thiên cảnh cường giả trước mặt. Thật nhanh xuất kiếm tốc độ. Vị này thiên cảnh cường giả thậm chí thấy không rõ lắm đông bá tuyết xuất kiếm quỷ tích. Linh bảo. Tây bá lạc tân bọn người cả kinh. Phàm binh, chỉ chính là thế tục thợ rèn rèn binh khí. Linh bảo, chỉ chính là linh đang cảnh cường giả thu thập thiên tài địa bảo, vận chuyển thiên địa linh khí rèn mà thành pháp bảo, bản thân tựu có lớn lao uy năng. Thực lực kém không tệ tu sĩ, cầm trong tay Linh Bảo lấy khả dĩ dùng một đánh ba. Nếu là luận tu vi cùng thực lực, Tây Bá Lạc Tân tự hỏi hắn không sợ đông bá tuyết, thế nhưng mà hắn không có Linh Bảo vũ khí, trên lệch này lập tức tự đi ra. Hắn tuyệt đối không phải cầm trong tay Linh kiếm đông bá tuyết đối thủ. Xem ra, ta cùng đông bá tuyết như vậy có được Linh Bảo tông môn thiên tài đệ tử, vẫn có chênh lệch đường sinh trong nội tâm cũng trùng mình. Hôm nay, cửu dương âm nguyên tôi thể thuật chút thành tựu, có đủ thiên cảnh sức chiến đấu, ỷ vào hắn kiếp trước kinh nghiệm, hắn không e ngại tay bá lạc tân bực này thiên cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng lại sợ như đông bá tuyết như vậy cầm trong tay linh bảo thiên cảnh cường giả. Bởi vì đối phương linh bảo khả dĩ đơn giản phá vỡ hắn, cửu dương âm nguyên tôi thể thuật thân thể phòng ngự. Đông bá tuyết, ngươi không muốn quá làm càng tay Bá Lạc Tân phẫn nộ quát. Các ngươi ý thế hiếp người, lẫn hay là bằng hữu của ta, ngươi nói ta làm càng. Ngươi tin không tin, ta khả dĩ xem đã đầu lâu của ngươi, dùng tiêu tâm trạng của ta chi nộ, trong lòng chuyện nhục nhã. Đông Bá Tuyết lạnh lùng nói, nàng thực chất sát ý, bàn bạc mà ra, mãnh liệt hướng ở đây Tây Bá thế gia bọn ngươi. Tại nàng lạnh như băng ánh mắt chỗ nhìn soi mói, không có cái đó một cái võ giả dám cùng nàng trực tiếp đối mặt bình chọn chính. Mười dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Tự chui đầu vào rõ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhìn xem đông bá tuyết bộ dạng này như là sát thần giống như tư thế oai hùng, cảm thụ được đông bá tuyết cường đại sát ý khí tràn, ở đây tây bá thế gia đợi cường giả, tất cả đều bị trấn trụ. Đông bá tuyết, cho dù ngươi có thế hộ được đường sinh cái này tiểu súc sanh lúc này đây, ngươi có thế hộ được hắn tiếp theo sao? Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Hắn y chết chúng ta thiên huyền thương hội người, muốn cho chúng ta thiên huyền thương hội một cái công đạo. Tây bá lạc tân cũng không yếu thế, lớn tiếng nói. Lượng đông bá tuyết cũng không dám động tay giết người, đương nhiên, có đông bá tuyết tại, bọn hắn cũng không dám đối với đường sinh đến mạnh. Ngươi! Đông Bá Tuyết giận dữ. Bất quá, Tây Bá Lạc Tân lời nói này, ngược lại là đem nàng một quân. Nàng rất nhanh phải trở về huyền Mộc Kiếm Tông. Cái này Tây Bá Lạc Tân nói được không có sai, nàng xác thực không thể mỗi thời mỗi khắc đều hộ tại đường sinh bên người. Tây Bá Lạc Tân, ngươi đến cùng muốn thế nào, nói thẳng đi. Đường sinh cái lúc này, mở miệng hỏi. Rất tốt. Đường sinh, ngươi y chết chúng ta thiên huyền thương hội trương toàn chúng ta vốn là muốn ngươi dùng mệnh đền mạng hiện tại chúng ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội ngươi theo chúng ta thiên huyền thương hội đến một hội đang đấu tây bá lạc tân rốt cục nói ra ý đồ của hắn đang đấu thắng thua kết quả như thế nào đường sinh hỏi cái này đối phương ý đồ quả nhiên cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm ba ngày trước ngươi đang đấu thắng lý khắc để cho chúng ta thiên huyền thương hội phân hội trưởng Thạch Canh Khánh cùng Lý Khắc Quỳ cửa thành học chó sổ ba ngày ba đêm, để cho chúng ta thiên huyền thương hội danh dự sạch không? Chúng ta lần này đang đấu đổ ước, cũng dựa theo cái kia đổ ước đến. Tây Bá Lạc Tân nói ra. Giết chết đường sinh cũng không phải là mục đích của bọn hắn, như vậy lợi cho đường sinh quá. Tra tấn đường sinh, trà đạp đường sinh thanh danh cùng tôn nghiêm, lại để cho đường sinh tại khuất nhục dày vò ở bên trong sống không bằng chết cứ như vậy. Đường sinh hỏi. Đương nhiên, có một điểm quy tắc là muốn biến nhất biến. Tây bá lạc tân nói ra. Cái gì quy tắc? Đường sinh hỏi. Trừ phi đối phương có thể mời đến cửu phẩm linh đan sư, nếu không hắn đều không sợ. Cái kia chính là, ai nếu là thua, như vậy cũng không phải là quỳ cửa thành học chó sủ mắng tổ 18 đời ba ngày ba đêm, mà là ba năm. Tây bá lạc tân nói ra lời này vừa nói ra hồng Sương binh đoàn cái này một phương người tất cả đều hít sâu một hơi quỳ cửa thành ba ngày ba đêm đều là đối với tại người tôn nghiêm lớn nhất tra tấn rồi cái này trực tiếp quỳ ba năm cái kia còn không bằng trực tiếp chết coi như xong tây bá lạc tân ngươi không nên quá phận rồi đông bá tuyết cả giận nói đông bá tuyết cái này chuyện không liên quan đến ngươi tình đường sinh ngươi dám không dám đáp ứng tây bá lạc tân mặc kệ hội đông bá tuyết hắn trực tiếp đối với đường sinh quát hỏi các ngươi đã nghĩ như vậy phải lầy cửa thành học chó sủa ta lại có lý do gì cự tuyệt đường sinh thản nhiên nói trong con ngươi hiện lên một vòng trêu tức khinh miệt đường sinh không phải đáp ứng tây bá lạc tân mời tới biển tử đào đại sư cái kia biển tử đào đại sư thế nhưng mà thiên huyền thương hội ba đại bác phẩm dược sư một trong sư theo thảo dược cốc đang đạo y thuật không phải chuyện đùa cũng không phải là lý khác người như vậy có thể so sánh với. Đồng bá Tuyết tranh thủ thời gian ngăn cản. Đồng bá cô nương, ngươi yên tâm, chuyện này trong nội tâm của ta nắm chắc. Ngươi thay ta làm một lần công chứng viên là được rồi, ta chỉ sợ bọn họ thua, thẹn quá hóa giận, chơi xấu không nhận nợ. Đường Sinh nói ra. Ngươi, ngươi thực sự nắm chắc? Đồng bá Tuyết lần nữa hỏi. Có. Đường Sinh gật gật đầu ha ha. Người trẻ tuổi, tự là như vậy tự tin. Vừa lúc đó, đứng sau lưng tay bá lạc tân một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, lớn tiếng cười nhạo bắt đầu. Hắn xem qua đường sinh luyện đan, cái kia đang đạo y thuật trình độ, thì ra là bốn năm phẩm tầm đó, cũng dám ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả. Rất nhanh, hắn sẽ giáo tiểu tử này làm như thế nào ngươi? Biển tử đào đại sư, ngươi là đức cao vọng trọng tiền bối, cho dù là ngươi thắng đường sinh cái này vãn bối, cũng có người nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, cũng là có tổn hại ngươi thanh danh." Đông Bá Tuyết nói ra. Đông Bá Tuyết tiểu nha đầu, cùng Thiên Huyền Thương hội vinh nhục so với lão phu cá nhân thanh danh tính toán cái gì? Thiên Huyền Thương hội coi như là Đông Bá thế gia sản nghiệp, tiểu tử này dày xéo Thiên Huyền Thương hội thanh danh, coi như là tổn hại Đông Bá thế gia lợi ích. Ngươi thân là Đông Bá thế gia đệ tử, không giữ gìn lợi ích của gia tộc ngược lại giúp tiểu tử này biển tử đào đại sư một bộ hiên ngang lẫm liệt cam nguyện hy sinh bản thân tư thái dối trá tới cực điểm đồng thời hắn còn hung hăng khiển trách đồng bá tuyết dừng lại đồng bá cô nương ngươi nói là bất quá bọn hắn bọn hắn hôm nay nói rõ không bức ta đang đấu bất thiện bỏ đi thôi ngươi cần gì phải lãng phí miệng lưỡi đường sinh nói ra được rồi Đông bá tuyết nhìn thấy đường sinh như thế tự tin lại lạnh nhạt bộ dạng, không biết như thế nào, trong lòng của nàng là hơn ra một loại tín nhiệm. Bất quá, trong lòng của nàng, tìm thức hay là cho rằng đường sinh là đang đấu không lại biển tử đào. Rất tốt, tiểu tử, ta tự thích ngươi như vậy người biết chuyện. Tây bá lạc tân dương dương đắc ý bắt đầu. Lấy ra một tờ đã sớm chuẩn bị cho tốt đang đấu đổ ước cái này đổ ước nội dung cơ hồ cùng thạch canh khánh lập cái kia một trương, giống như đúc, đều là dùng huyền mộc kiếm tông danh nghĩa thề, đều phải lạy cửa thành học chó sủa, mắng tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó đẻ, bất đồng duy nhất, chính là thực hiện kỳ hạn, theo ba ngày ba đêm đổi thành 3 năm. Biển tử đào đại sư với tư cách đang đấu một phương, không chút do dự trên thẻ tre tên của hắn, đồng thời đưa hắn trưởng ấn đè nén xuống. Đường sinh, tới phiên ngươi. Tây bá lạc tân nói ra. Đường Sinh lại không có trực tiếp ký tên đi lên. Như thế nào, vừa mới khẩu khí nói được không phải rất lớn sao? Như thế nào hôm nay ngươi không xoa bóp?" Tây Bá Lạc Tân hỏi. Hắn thật đúng là sợ Đường Sinh cải biến chủ ý. "Ngươi như thế nào không theo như?" Đường Sinh hỏi ngược lại. "Ta." Tây Bá Lạc Tân ngẩn người. "Ngươi gọi được kiêu ngạo như vậy, nhảy được như vậy hoang, như thế nào?" nguyên lai like ngươi chỉ là đến xem náo nhiệt sao đường sinh lường hướng tây bá lạc tân hắn như thế nào lại buông tha người này sao ngươi tây bá lạc tân do dự một chút theo hắn kế tiếp chính là biển tử đào đại sư cùng đường sinh tiến hành đang đấu cho nên đương nhiên do biển tử đào đại biểu thiên huyền thương hội đến ký tên theo như thủ ấn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nghĩ đến đây thua kết quả phải lạy cửa thành học chó sủ mắng tổ tông 18 đời chó cái sinh con chó đẻ 3 năm, Tây Bá Lạc Tân trong nội tâm cũng có chút sợ hãi bắt đầu. Đã ngươi không dám ký tên theo như thủ ấn, như vậy ngươi tốt nhất cho ta ngậm miệng lại. Đường sinh dễu cật nói. Lạc Tân trường lão, ngươi tự ký tên theo như thủ ấn, thì tính sao? Chẳng lẽ lại, tiểu tử này đang đạo y thuật, còn có thể thắng lão phu hay sao? Biển tử đào đại sư nói ra. Hắn gặp Tây Bá Lạc Tân chậm chạp không ký tên theo như thủ ấn, trong nội tâm có chút khó chịu, đây rõ ràng là không tính nhiệm hắn đang đạo y thuật nha. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem, tiểu tử này còn có thể nhảy đáp đi nơi nào. Tây Bá Lạc Tân nói xong, cũng ký vào đại danh của hắn, hơn nữa tại hắn đại danh thượng đè xuống một cái chu sa thủ ấn. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Hắn nộ trừng mắt Đường Sinh. Rất tốt. Đường Sinh nói xong, đem tên của hắn viết lên đi, hơn nữa ở phía trên đè xuống một cái chu sa thủ ấn. Đã cái này tay Bá Lạc Tân cùng biển tử đào muốn tự chui đầu vào rọ, như vậy hắn không ngại giúp bọn hắn điền thượng đất. Hắn mắt nhìn trong quan tài mã sa phu trương toàn, trong nội tâm thở dài một tiếng, yên lặng nói. Yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho ngươi tuyết hận. Bình chọn chính. Mười dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Dối trá đến cực điểm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đường Gia Thành, Trung ương Đại Quảng Trường Cái này chính là cái này tòa thành trì dòng người tối đa địa phương náo nhiệt nhất Rầm 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 Tiếng trống lôi động, thiên huyền thương hội đại kỳ, đón gió pháp phới lấy Ồ, nguyên lai like cái lôi đài này là thiên huyền thương hội dựng đó a à, đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại là ở làm bán hạ giá sao? Hư. Hội trưởng của bọn hắn thạch canh khánh đều quỳ cửa thành học chó sủa, chữ mình tổ tông 18 đời cho cái sinh con chó đẻ, thanh danh đều thúi như vậy, bên trong bán sản phẩm còn có thế hương đi nơi nào. Dù sao ta sẽ không lại tiếng thiên huyền thương hội mua đồ rồi. Trừ phi, hắn bên trong thương phẩm hết thảy đều đánh gặp lại. Các ngươi xem. Đã đến thiệt nhiều đại nhân vật. Hùng hổ đằng đằng sát khí đều là thiên cảnh đỉnh phong cường giả nhìn thật là náo nhiệt nhanh đi dành chỗ đưa đã muộn cái gì đều nhìn không thấy hoa wow. vị kia bạch y trang phục đích cô gái che mặt khí chất cao quý lạnh như băng tất nhiên là một vị tuyệt thế đại mỹ nhân ta cảm giác nhanh bị nàng mê hoặc bên cạnh vị kia áo lam mỹ nữ cũng không tệ không thể so với chúng ta đường gia thành đệ nhất mỹ nữ đoàn trưởng lâm như họa kém bao nhiêu tốt rồi, thu hồi ngươi hèn mọn bị ổi ánh mắt, đừng cứ mãi hướng người ta sâu sắc bộ ngực xem. Không thấy được người ta tu vi sao? Đều là thiên cảnh đỉnh phong, một cái bàn tay đều lấy được chết ngươi. Mau nhìn, đường sinh tiểu thần y đã ở trong đó. Chẳng lẽ lại, thiên huyền thương hội bày xuống cái lôi đài này, hay là nhằm vào đường sinh tiểu thần y? Ta muốn hẳn là như vậy. Hội trưởng của bọn hắn Thạch Canh Khánh đều quỳ cửa thành học chó sủ rồi, cơn tức này, bọn hắn nuốt được xuống dưới. Chỉ sợ hôm nay là đến lấy lại danh dự a. À? Dưới đài người vây xem bày, nghị luận nhau nhau. Rất nhanh, to như vậy trung ương đại quảng trường, đã rậm rạp chằng chịt vây đầy người bày, vây được chật như nêm cối. Đông bá tuyết nhíu mày, mặt lạnh lùng, đối với tay bá lạc tân bọn người làm ra lớn như vậy trận chiến, nàng rất không thoải mái. Nàng lạnh giọng nói ra. Tây bá lạc tân, các ngươi cùng đường sinh đang đấu tìm chỉ có song phương ở đây địa phương cử hành là được rồi dùng được lấy như vậy khiến cho toàn thành đều biết sao đường sinh ngược lại là không sao cả ở đâu đang đấu hắn đều được dù sao người thua cũng không phải hắn đến lúc đó mất mặt cùng khuất nhục cũng sẽ không biết là hắn đương nhiên dùng được gặp ta là được muốn cho toàn bộ đường gia thành mọi người biết nói đắc tội thiên huyền thương hội rốt cuộc là cái gì kết cục Ta muốn toàn bộ đường gia thành người, đều thấy tận mắt chứng nhận chúng ta đem cái này tiểu tử dẫm nát dưới chân, chà đạp hắn tôn nghiêm lúc chó hoang dạng. Tay bá lạc tân sắc mặt nổi lên tàn khốc chi sắc. Đều đến nơi này một bước, cũng không có cái gì tốt giấu giếm được rồi. Hắn trực tiếp chỉ vào đường sinh cái mũi, coi như chúng vũ nhục như vậy. Đường sinh coi như bình tĩnh, tiểu khê nghe được mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nàng mới không cho phép người khác như vậy vũ nhục đường sinh. Tây Bá Lạc Tân, ngươi miệng cuối cùng khô sạch điểm. Cái này đang đấu còn không có có tỷ thí, thắng bại chưa phân. Nếu như các ngươi thua, ngược lại thời điểm, các ngươi làm ra lớn như vậy trận chiến, bị dẫm đạp tôn nghiêm không chỉ là các ngươi, còn các ngươi nữa Tây Bá Thế Gia cùng Thiên Huyền Thương Hội. Đông Bá Tuyết lạnh lùng nói. Ha ha! Ngươi cho rằng tiểu tử này có thể thắng qua được biển tử đào đại sư sao? Ngươi cho rằng chúng ta tới tìm tiểu tử này đang đấu thời điểm, không có thăm dò lai lịch của hắn sao. Hắn ba năm trước đây bắt đầu học đan đạo y thuật, ngắn như vậy thời gian, dù là hắn lại thiên tài, lại có thể đủ nắm giữ bao nhiêu đan đạo y thuật tri thức. Tây Bá Lạc Tân tiếp tục trào phúng lấy, vạch trận lấy đường sinh, nội tình, nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện mấy cái chai thuốc, đắc ý triển lộ cho đông bá tuyết xem, tiếp tục cười nhạo nói ra, đây là tiểu tử này những ngày này cho hồng sương binh đoàn luyện chế đang dược, biển tử đào đại sư đã xem qua rồi, bên trong đang dược nhiều nhất thì ra là bốn năm phẩm dược sư luyện chế trình độ. Hắn thắng lý khắc, bất quá là ý vào vận khí tốt. Hắn còn muốn thắng biển tử đào đại sư. Nằm mơ đi thôi. Ngươi! Đông bá tuyết nghe được tay bá lạc tân lời nói này, vừa sợ lại rung động. Chỉ biết là đường sinh tuổi còn trẻ đang thuật rất cao minh, có thế rốt cuộc là cái gì cấp bậc dược sư, nàng cũng không biết. Nếu quả thật như là Tây Bá Lạc Tân theo như lời cái kia dạng, như vậy đường sinh lần này đang đấu thật sự nguy hiểm. Đường sinh chứng kiến Tây Bá Lạc Tân trong tay xuất ra cái này mấy cái chai thuốc, từ bên trong đó đang dược đoán được hắn đang đấu y thuật trình độ, sắc mặt của hắn lập tức cổ quái. Hắn chỉ cấp lâm như hỏa luyện qua một lần dược. Còn lại, đều là tiểu khê luyện chế cảm tình bọn họ là đem tiểu khê luyện chế đang dược cho rằng là hắn luyện chế được rồi thiếu gia tiểu khê một mực đều rất phẫn nộ khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này cũng cổ quái đường sinh vỗ vỗ nàng bàn tay nhỏ bé ý bảo nàng không chỉ nói lời nói tiểu khê thông minh gật đầu hừ trước hết để cho những này người xấu đắc ý a à, đợi lát nữa xem bọn hắn như thế nào khóc Đồng bá tuyết nha đầu ngươi yên tâm Lão phu điểm ấy tính tâm vẫn phải có. Nếu như không có điểm nắm chắc, lão phu lại thế nào dám cầm Thiên Huyền Thương hội thanh danh mở ra vui đùa." Biển Tử Đào đại sư thản nhiên nói. "Tốt rồi, nói nhảm cũng không nhiều lời rồi. Chư vị, trước hết mời nhập tòa a, ta đi trước cùng đường gia thành dân chúng giới thiệu một phen hôm nay trận này đang đấu luận võ đài rầm rộ." Tây Bá Lạc Tân nói ra. Nói xong, ngẩng đầu ứng ngực, cực độ tự tin đi đến lôi đài trung ương, đưa hắn thiên cảnh chân khí dung nhập đến thanh âm của hắn ở bên trong. Chư vị, tại hạ lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Tại hạ là Tây Bá Lạc Tân, thiên huyền thương hội nhị tinh phân hội phân hội trưởng. Đường gia thành nhất tinh phân hội, đúng lúc là tại hạ phân công quản lý. Thanh âm của hắn dung nhập chân khí của hắn về sau, mang theo hắn thiên cảnh uy thế, mang tất cả toàn trường. Dưới trận người vây xem bầy, nguyên bản lộn xộn, giờ phút này lập tức đều an tĩnh lại. Thiên huyền thương hội nhị tinh phân hội phân hội trưởng, rất nhiều người đều đã minh bạch cái này thân phận đại biểu cho cái gì, chính là đại nhân vật bên trong đích đại nhân vật A. Đầu tiên, ta hiện tại tại đây tuyên bố một việc. Nguyên đường gia thành thiên huyền thương hội nhất tinh phân hội trưởng Thạch Canh Khánh, thủ tịch dược sư Lý Khắc, trải qua chúng ta thẩm tra, hắn xác thực có cùng viên vinh cái kia bại hoại cấu kết, hạ độc ám hại lâm như hỏa đoàn trưởng đối với cái này loại bại hoại, chúng ta thiên huyền thương hội tuyệt không nương tay, đã đem bọn hắn khai trừ ra thiên huyền thương hội, về sau bọn hắn là bất luận cái cái gì hành vi, đều không có quan hệ gì với thiên huyền thương hội. Nếu như hắn còn dám làm ác, thiên huyền thương hội cái thứ nhất liền đem đầu của bọn hắn cho chặt bỏ. Tây bá lạc tân nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn lời nói này, chính là nguy cơ Pia, đem thạch canh khánh đánh lên cặn bã người xấu nhãn hiệu, bởi như vậy, thiên huyền thương hội cũng biến thành người bị hại cái này một phương, khả dĩ tranh thủ một ít đồng tình. Đồng thời, thiên huyền thương hội cùng Thạch Canh Khánh bỏ ngay quan hệ, bởi như vậy, có thể đem Thạch Canh Khánh, lý khắc quỳ cửa thành học chó sự khuất nhục ảnh hưởng, xuống đến thấp nhất. Quả nhiên là dối trá, hèn hạ vô sĩ. Ngồi ở đường sinh bên cạnh như tỷ nghe được tay bá lạc tân lời nói này, nhỏ giọng thầm mắng bắt đầu. Bất quá, lời nói này, dưới đài người xem nghe xong cũng rất thoải mái, đối với cái này thiên huyền thương hội cũng khôi phục một tia hảo cảm. Đối với thiên huyền thương hội ra thạch canh khánh, lý khắc như vậy bại hoại, ta cảm giác sâu sắc tự trách cùng bi ai, cũng cô phụ cùng tổn thương đường gia thành các dân chúng đối với chúng ta thiên huyền thương hội đích hậu ái. Cho nên, vì lấy được đường gia thành các dân chúng thông cảm, từ nơi này một khắc bắt đầu, phàm là tiếng thiên huyền thương hội mua sắm đồ vật, hết thảy đánh 90% giảm giá trong khi một tháng. Đây là lôi kéo đường gia thành dân chúng, một lần nữa khôi phục mọi người đối với thiên huyền thương hội tính tâm đích phương pháp xử lý. Đường sinh không thể không bội phục cái này Tây Bá Lạc Tân, quả nhiên lung lạc nhân tâm rất có thủ đoạn. Bình chọn chính Mười dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Tiếu ngự Ta là tới coi mắt Ngự tỷ Coi mắt Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả